chương 51 Đệ 51 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đệ 51 chương tầng thước mạc danh kỳ diệu Nàng nghiêng đầu gặp xa xa bị lỗ mảng áo dài trắng chính hỗn hển định ở tại chỗ hướng bọn họ phương hướng chỉ rõ Thật là có sức sống trung niên bác sĩ đâu Trong lòng nội cảm thán một câu Tần thước rồi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, nàng hướng ngoài cửa sổ dò xét tham, nghi vấn, lão bản, ngươi này hướng phương hướng nào khai? Hồi dặm sao? Nhưng là bác sĩ nói ngươi khả năng hội thần chí không rõ. Thần chí không rõ. Cận hạt nhíu mày, mâu trung ẩn ẩn toát ra vài tia không vui, sau đó một bộ nghiêm trang nói với nàng, yên tâm, ta sẽ ở thần chí không rõ tiền đem ngươi an toàn đưa đến gia. Mặt đỏ yên. Tần thước cứng ngắt ngay ngắn cổ, nỗ lực mắt nhìn phía trước những lời này vì sao tự mang phấn hồng sắc bong bóng đâu. Khóe miệng bắt đầu không cảm thấy dơ lên. Lại bỗng dưng thu trở về. Ai, ta đây trước cấp triệu sư huynh gọi điện thoại thuyết minh tình hình bên dưới huống, hắn nói không chừng còn trông cậy vào chúng ta lưỡng trở về. Ai, thật sự là ngượng ngùng, ta ngay cả chút phút cũng chưa giáp mặt đưa đến. Ai, cận hạt nghe nàng cúi đầu khẩy lộng di động khi liên tiếp than thở, không khỏi đi theo mô sắc vi ám đôi môi nhếch vốn sự tình đều là nàng gieo gió gặt bão, nếu không phải nàng khuỷu tay ra bên ngoài quải giúp đỡ nhà khắc hùng đứa nhỏ khi dễ hắn, hắn có thể mẫn cảm sao? Có thể xuống núi gặp được này không có một đáng tin y sư sao? Nhưng vẫn là không thể không thừa nhận của nàng than thở làm cho hắn mất hứng. Người nói với hắn, vì biểu xin lỗi, cho hắn nhiều phóng hai ngày nghỉ kết hôn, mang lương. Tần thức phút chốc quay đầu nhìn chầm chầm bốt, cho đến nghe được điện thoại kia bên truyền đến ồn ào tạp âm mới phản ứng tới được cùng triệu khoát đem chuyện này nói rõ ràng nhân tiện nhiều hai ngày nghỉ kết hôn cũng cấp nói điện thoại khấu đoạn ánh mắt vẫn cứ sáng quắc theo dõi hắn đừng nhìn ta cận hạt ho nhẹ một tiếng hắn muốn nói như vậy có điểm ảnh hưởng hắn lái xe bởi vì trong lòng bị nàng tầm mắt tảo ngứa luôn cảm thấy tựa hồ phải làm chút gì nga Tần thước yên lặng thu hồi tầm mắt cảm thấy triệu sư huynh cái này khẳng định vui vẻ đã chết. Nhân sinh hai đại sự không phải tên đề bản vàng khi cùng đêm động phòng hoa chút sao. Cảm tình hảo, cái này có thể nhiều động vài ngày phòng. Bất quá, khụ khụ, tần thước thẹn thùng ôm đầu, vì sao của nàng tư tưởng sẽ ở ô trên đường một đi không trở lại đâu. Thâm xuân phong quang hảo, muôn hồng nghìn tía, xanh biếc vàng óng ánh, rực rỡ sắc thái cộng đồng phổ ra một khúc rực rỡ thời gian. Tần thước đem khuỷu tay chống tại trên cửa sổ xe, cảm thụ giả ngoại từ từ thổi tới được một mảnh mùi hoa. Có chút mệt nhọc. Cũng không nhẫn khó được cơ hội cứ như vậy không thú vị ngủ. Nàng lặng lẽ sườn mâu. Bốt vẫn nghiêm cẩn lái xe. Nhưng trên huyệt thái dương là dài ánh mắt sao. Nàng mới nhìn một giây hoặc là hai giây, đã bị hắn nắm lấy vừa vặn, còn xem. Tần thước ca. Nàng cúi đầu khẽ lộng ngón tay, sau đó bất tri bất giác trung xe cũng đã khai nhập thị nội cao lầu lay động nơi nơi đều là hiện đại hóa lạnh lẽo hơi thở sắc trời dần tối nàng nhìn nhìn đồng hồ mau lục điểm phỏng chừng còn có đại nửa giờ là có thể về nhà thục biết xe đột nhiên một cái đánh quải im bặt ngừng ở bên đường tầng thức mạnh sau này nhất ngã sửng sốt hạ nhìn về phía bốt như thế nào hắn không ra tiếng ánh mắt thẳng tắp trành về phía trước phương. Khoảng giây lát, giống như mới có sở cảm ứng hướng nàng phương hướng nghiêng đầu, màu sắc sâu thẳm, khẽ mở đôi môi, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thần chí không rõ. Tần thước. Này vui đùa không tốt đẹp gì cười được chứ. Tần thước cười khang một tiếng, nghĩ rằng bốt hiện tại có phải không phải trở nên cũng quá đáng yêu điểm. Chuyên môn dừng xe chọc nàng chơi sao nhà của ta bốt không có khả năng như vậy đáng yêu hệ liệt. Tần thước động thân, gần gũi nhìn hắn không một ti dị sắc mặt, hừ thanh cười nói, lão bản. Lão bản. Cận hạt cảm thấy bên tai ong ong, trước mắt hốt khoảng hai trương khuôn mặt tươi cười đồng thời hướng hắn tới gần. Lại hoáng một tiếng. Tần thước dây lát có chút bất an ở hắn trước mắt lắc lư xuống tay, cảm thấy chuyện này thực sự chút không ổn. Bốt hắn đã đều thần chí không rõ, Bề ngoài thế nào còn cùng dường như không có việc gì dường như. Nguyên lai hai mắt không là tẩm trấn tỉnh cùng bình tỉnh A, mà là căn bản đã tan rã không có tiêu cự ha ha. Nàng đưa tay lắc lắc hắn cánh tay. Này phản phất là cuối cùng một cái tín hiệu. Sau đó bốt khoảnh khắc giống một cái từ qua nhi bàn ngã xuống nàng trên vai. Tần thức thẳng tắp cương mấy, tâm như cho tàn dịp gờ. Nàng hít sâu một hơi, thấp mâu đem bốt thân thể phù chính thuận tiện đem ghế ngồi diêu hạ 45 độ, làm cho hắn nằm xong. Sau đó đâu, tần thước có chút hoảng, ông di động muốn đánh 120, nhưng nhớ tới mới vừa rồi bác sĩ nói, bạn có sốt nhẹ ngực hờn dỗi đoạn đều là bình thường. Nàng khuynh thân dò xét tham bốt cái tráng, quả nhiên nóng lắm. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ không lái xe, muốn hay không cấp lâm trợ lý gọi điện thoại cầu cứu. Bình tĩnh bình tĩnh. Tần thước nhắm mắt lại trợn mắt, rút cục chậm rãi hướng bốt để sát vào đi qua, nàng nhẹ nhàng cởi bỏ của hắn tay trang nút áo, hướng nội sấn túi tiền đào đi, ân, nàng nhớ được bốt có lưu phòng thám y sư danh thiếp. Nhưng, bốt nhưng lại đột thét lớn một tiếng, hai mắt tùy theo mê mang mị khai một cái mắt khâu, giống như mệt mỏi vừa đau khổ, hắn thấu ngăn chận tay nàng, liền giam cầm ở hắn ngực khẩu. Tần thước từ chối hạ, không tránh ra nàng lòng bàn tay cảm ứng được trái tim của hắn nhảy lên tiết tấu cùng tần suất. Bùng, bùng. Có chút mau. Nhưng hắn mau là bình thường. Nàng sẽ không đúng rồi. Tần thức kích động dùng sức trục tay về, cảm thấy tự hồ nhiễm lên của hắn nhiệt độ cơ thể, trước nóng. Ý thức mơ hồ lên bốt tự hồ cũng đánh mất lý trí. Toàn bộ quá trình nàng cũng chưa thấy hắn lấy tay đụng chạm quá mặt, nhưng lúc này lại, đừng chạm vào. Tần thước ôm lấy hắn hai tay, Giang Nang đem danh thiếp đặt tại đầu gối, cấp trình nam trình bác sĩ gọi điện thoại. Nguyên là kêu trình nam A. Chờ đối phương chuyển được, không đợi hắn mở miệng, tần thước liền tiêu thiết đem sự tình cấp tốc nói một lần. Chật chật chật. Tần thước một điểm đều không muốn nghe hắn, chật chật chật, khí cực nói, mau nói cho ta biết làm sao bây giờ. Bằng không hắn đáp ứng ngươi chuyện này xác định vững chắc không diễn. Đối bên mặt hồi lâu, sau đó truyền đến một đạo nghiến răng nghiến lợi thở nhẹ hai cái âm hiểm giả dối ti bị người vô sĩ ở cùng nhau thực là vì dân trừ hại chật 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 ngươi còn chật hảo hảo được không chật được không lúc trước đều nói đừng cậy mạnh lái xe hắn uống thuốc rồi phiến lại có tiêm thuốc nước bên trong có thể không yên giấc công hiệu sao còn nữa hắn mẫn cảm đều là sẽ xuất hiện sốt nhẹ phản ứng ngươi gấp cái gì cấp nhìn hắn kia nhã nhặn bại hoại bộ dáng bình thường khẳng định không thiếu tinh trùng thượng não, liền ấn bình thường làm. Tần thước cấp đến độ đều lười so đo hắn nói hưu nói vượng, nói ai nhã nhặn bại hoại đâu. Thật sự là một cái miệng thối lại ganh tị trung niên bác sĩ. Đừng vô nghĩa, nói trọng điểm, bằng không mơ tưởng lấy đến ngươi muốn. Tần thước kỳ thực cũng không rõ lắm bốt cùng hắn đạt thành cái gì hiệp nghị, đều là bằng giác quan thứ sáu, không hề nghĩ rằng nhưng lại mong đúng rồi trong điện thoại trình bác sĩ không biết, chật bao nhiêu lần mới tốc độ nói cực nhanh cho nàng nói thông xử lý phương thức. Nàng dưới đáy lòng thuộc lại mấy lần trình nam mới vừa rồi dặn dò, sau đó khấu cắt điện nói. Đầu tiên nàng không thể để cho bốt vô ý thức đi đụng chạm gò má, để tránh vi khuẩn cảm nhiễm nhường mẫn cảm hiện tượng càng nghiêm trọng. Tiếp theo nàng cần dùng cồn cho hắn trà lau hạ thân thể, hạ nhiệt. Lại nàng cần. Cái gì tới? Tần thước nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng hình như là mỗi cách mấy mấy giờ cấp bốt mặt một lần thuốc mở. Nàng xoay người đem nhất túi dược phẩm tìm ra, chuẩn bị xuống xe lại đi mua chút nhu yếu phẩm. Nhưng, bốt độc tự ngốc thật không an toàn nha. Tần thước đành phải xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu phiên bốt tiếp cận nàng bên này túi quần, tìm chìa khóa xe. Không có. Tìm bên kia. Nàng gian nan ngồi quỳ ở chỗ ngồi thượng, gặp bốt thủ hướng trên mặt chạm vào đi, vội vàng bắt được, thấu đi qua ở trên mặt hắn ngay cả thổi mấy hơi thở, Trấn An nói, không ngứa không ngứa, thật sự không ngứa. Đều là của nàng sai. Đau lòng xem bốt chịu khổ, tần thước đặc biệt khó chịu, nàng lại thấu đi qua cổ miệng thổi hai khẩu khí. Ma xui quỷ khiến, môi đột nhiên hơi hơi áp ở hắn vi nóng trên môi. Một giây, hai giây. Xong rồi. Trọng thân hoàng mạnh thối lui, Tần thước đại lực phun ra một hơi, không thể tin che miệng lại, xong rồi, nàng cư nhiên thừa dịp bốt nhu nhược không chịu nổi nhất kích khi chiếm hắn tiện nghi. Rất đáng xấu hổ. Quơ quơ đầu, tần thước thẹn thùng đi phiên hắn tay khố khát biên túi tiền. Tay khố nội sấn mỏng manh một tầng, giống như đụng chạm ở trên đùi hắn giống nhau, tần thước mặt đỏ như máu lấy ra chìa khóa xe, lau đem cái tráng mồ hôi. Rất khảo nghiệm của nàng định lực. Nữ nhân như thế nào? ở mơ ước hồi lâu nam nhân trước mặt cũng sẽ cầm giữ không được hảo thôi lấy thủ làm phiến nhường trên mặt nhiệt độ cởi ra tần thước vừa định xuống xe vẫn cứ cảm thấy không đúng bình tĩnh nhìn chằm chầm bốt mặt nàng suy nghĩ sau một lúc lâu đưa tay cởi xuống trên cổ vàng nhạt sắc khăn lụa ách đừng mắt làm ra vẽ lại cụ hai tiếng tần thước run run bắt tay vào làm đem bốt hai cái thủ đoạn buộc ở cùng một chỗ Khi cái gì không có việc gì không có việc gì chờ bốt thanh tỉnh tiền cởi bỏ là tốt rồi, hắn sẽ không biết. Vội vàng đem xe khóa lên, tần thước bay nhanh ở phụ cận chạy một vòng, mua hồi nước khoáng cùng còn có khăn lông linh tinh. Đại thở phì phò một lần nữa lên xe, nàng ngước mắt, bốt sắc mặt ẩn ẩn có dấu đau đớn, hai hàng lông mày nhanh túc. Tự hồ khó chịu lợi hại. Tần thước đem khăn lông nhuận ẩm, trước cho hắn xoa xoa mặt, sau đó đều đều cho hắn đồ thượng mặt lục sắc thuốc mỡ có thể là thuốc mỡ có chứa thanh lương hơi thở, hắn thoải mái không cảm thấy than thở một tiếng, hơi hơi giọng mũi theo môi trung tràn ra, còn hướng nàng ngón tay chỗ cọ cọ. Tần thước, chịu không nổi. Bận hết vừa thông suốt, tần thước đã là sức cùng lực kiệt, nàng cấp di động định hảo đồng hồ báo thức, mỗi hai giờ nháo một lần, sau đó chiếu cố bốt. Đem loạn thất bát tao gì đó thu thập xong, nàng vẫn là sợ bốt vô ý thức sằng bậy, cho nên không đem khăn lụa cởi bỏ. Mỏi mệt ở bốt bên cạnh người ngủ hạ. Mông lung trung, tần thước cùng với đồng hồ báo thức tỉnh vài lần, mơ mơ màng màng tấp bốt mạc bôi thuốc cao sau liền lại ngã xuống trên người hắn. Thâm xuân vẫn có đám sương. Sáng sớm, tiếng chim hót trung, cận hạt mị khai hai mắt. Sợ run một lát, hắn bất động thanh sắc quan sát bốn phía, lại cúi đầu xem đổ tại bên người nữ nhân. Nàng ôm hắn cánh tay, sợi tóc dịu ngoan thiếp kiên chảy xuống dưới đi, đôi mắt hạp, khóe môi tự nhiên hơi cong. Xinh đẹp đáng yêu đắc tượng cái thiên sứ. Hắn cúi người, chậm rãi tới gần của nàng môi. Còn có mảy may chi cự khi, trong đầu buộc chặt một căn huyền đột nhiên xả đoạn. Quân tử sao có thể dậu đổ bìm leo. Cận hạt đóng chặt mắt, đang muốn nhu một phen huyệt thái dương tỉnh thần, bỗng dưng. Hắn cúi đầu không thể tin xem bị buộc chặt trụ cổ tay sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn đang ngủ say tiểu thiên sứ. Lúc này đây, không chần chờ, hắn hung hăng hôn ở của nàng trên môi, thậm chí ác ý trằn trọc tư ma sổ hạ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52 Đệ 52 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Đệ 52 chương sắc trời tảng sáng, mặt trời đỏ xuyên thấu mỏng manh hướng sương, thành thị diện mạo sơ tỉnh. Xem trên đường người đến người đi vội vàng đi làm bận rộn bộ dáng, tần thước ngơ ngác xem ngoài cửa sổ, nàng có điểm mộng. Còn có, cái mũi đau. Nắm bắt chóp mũi, tần thước vòng vo đảo mắt châu, lặng lẽ sườn mâu hướng trên chỗ sau tay lái nam nhân nhìn lại, lão bản. Thấy hắn một bộ nghiêm trang lái xe, mày bằng phẳng, vẻ mặt bình tĩnh, phản phất cái gì cũng chưa đã xảy ra bộ dáng, tần thức ngược lại có chút không chắc chắn, nàng rối rắm một giây, hơi hơi mang theo giọng mũi cùng ủy khuất hỏi, ngươi thực không đánh ta sao? Cận hạt thừa dịp đèn xanh vội vàng nghẽ nàng liếc mắt một cái, mâu trung lóe ra mỏng manh uống giận, tự hồ cho rằng của nàng nghi vấn làm cho hắn nhận đến tôn nghiêm thượng vũ nhục. Ta cũng không đánh nữ nhân. Khụ khụ. Khi nàng vừa cảm giác đứng lên cái mũi thế nào như vậy đau. Tần thức ho nhẹ hai tiếng, nàng hôm nay sáng sớm tỉnh lại, xe liền quân tốc ở quốc lộ thượng mở ra. Vàng nhạc sắc khăn lộ không biết khi nào quải trở về nàng trên cổ, quỷ dị nhất là cái mũi mặt danh kỳ diệu lộ ra đau đớn. Nàng nháy mắt liên tưởng đến rất nhiều khả năng tính. Thí dụ như bốt nhìn đến bị buộc chặt bản thân khi thẹn quá thành giận, thoải mái đem trên cổ tay khăn lụa cởi bỏ, sau đó dùng đầu ngón tay khác nàng cái mũi cho hả giận, như là linh tinh. Hình ảnh ngẫm lại đều cảm thấy thanh kỳ. Trung lẫy bảy cổ, tần thước không đành lòng lại nghĩ. Ngươi hôm nay có thể không đi làm. Cùng với bốt một tiếng nhẹ nhàng bân quơ, giác chi một tiếng, xe đều giống như cảm nhiễm thượng của hắn nhẹ nhẹ tức giận, phá lệ kiêu ngạo đứng ở nàng nhà trọ dưới lầu. Tần thước. Cảm giác vẫn là đi làm tương đối hảo. Nàng cười mỉa gật đầu, chạy nhanh mở cửa xe, chuồn mất. Chờ nàng lộ ra hoảng hốt bóng lưng biến mất ở tầm mắt, Cận hạt hai tay trưởng tay lái, ánh mắt vẫn không nhúc nhích bình tĩnh nhìn tiền phương. Vì sao muốn hôn nàng? Vì sao cảm thấy nàng đột nhiên bộ dạng đặc biệt tú sắc có thể thay cơm? Nếu đem hết thảy đều quy tội sáng sớm nhân vừa tỉnh khi kia vài phần không lý trí. Không. Hắn không thể bởi vì này chút không bình thường hành vi xúc động liền bắt đầu chất vấn cá nhân bản thân. Nghiêm túc khiển trách loại này tư tưởng sau, ông Mạc Danh kỳ diệu nghi vấn cận hạt chuyển hướng về nhà thay đổi thân sim y, tiểu nghĩ một lát sau đi hướng công ty. Hắn bộ mặt mẫn cảm phản ứng ở tối hôm qua một đêm sau, cơ bản đã rút đi hơn phân nữa. Không thể không nói, không gì ngoài mổ ta không thỏa đáng cử chỉ ngoại, tầng thước cả người vẫn là thật thuận mắt có hiểu biết. Ở nhà đơn giản thu thập một giờ sau, tầng thước cấp ban công nhiều thịt tiểu đáng yêu nhóm văn lên điểm nhi thủy, cũng giỏ sách đi làm. Dù sao, bốt tùy tùy tiện tiện đến một câu, sau đều không nhất định có thể nhớ lại, nàng muốn thực thuận vội vàng lên mặt chẳng phải rất không ánh mắt. Cũng may thời gian thượng sớm, dưới lầu đánh tạp sau, nàng lên thang máy tiến văn phòng, đầu tiên liền cấp bản thân đến đây chén đặt nùng cà phê. Khắc biên hai cái nam đồng sự chính trò chuyện thiên nhi, thấy nàng sau đánh thanh tiếp đón. Tần thước hồi cười, trải qua là lúc tự hồ nghe đến bọn họ đang đàm luận sắp đến đồi tân đồng sự chớ không phải là lúc trước triệu khoát sư huynh đề tập tổ trưởng nàng nhún vai ngồi vào chỗ ngồi bắt đầu trên công tác bận rộn giữa trưa đường kiếm lẫm ướt nàng ăn cơm tần thước nghĩ nghĩ đồng ý nhưng thực tại không nghĩ tới khai xa như vậy sao tần thước giật mình trừng hắn ngươi sớm nói a à, ta muốn xuống xe ngươi này chỉ do lừa gạt rõ ràng nói ngay tại phụ cận vừa tới vừa đi đều tiếp cận 2 giờ ta đi làm làm sao bây giờ đường kiếm lẫm sắc mặt không làm gì hảo hừ thanh nói ta muốn nói thật ngươi có thể lên xe a à, người này nhưng lại minh một trương đảm xấu lắm đi lên tần thức suy cười một tiếng ghét quay đầu nhìn chầm chầm ngoài cửa sổ ngươi cùng cận hạt thế nào liền như vậy đường kiếm lẫm dừng một chút đột nhiên nói ta mang ngươi ăn cơm đương nhiên là có mục đích hứa di nhiên hẹn cận hạt trao đổi hạng mục gặp người không phản ứng, hắn đổ không thèm để ý, chỉ mi gian khó được ninh ở cùng nhau, ta mấy ngày hôm trước đem nàng tới tay hạng một trộn lẫn không có, vốn cảm thấy rất hết giận, hãy nhìn nàng không mắng không nháo, an vị chỗ kia khóc, đột nhiên cảm thấy rất không có ý nghĩa. Im lặng. Tần thước thông thả đường đầu, không hiểu hỏi, hứa tiểu thư thế nào trêu chọc ngươi. Ngươi muốn như vậy đối phó nàng. Không phải vì bác thượng chuyện đó gì không? thấy hắn nói được ấp a ấp úng che che lấp lấp, tần thước xem như triệt để minh bạch. Quả nhiên ăn chơi trác tán có nhàn hạ thoải mái a, à, sớm 800 năm trước chuyện. Hơn nữa, nguyên lai like hứa tiểu thư chính là lúc đó xem bất quá mắt phát vi bác nhân. Này đều có thể tra được. Tần thước âm thầm thối mắng một câu, trừng mắt tất báo, sau đó nói, cho nên ngươi hiện tại có ý tứ gì? Không có ý tứ gì. Đường kiếm lẫm mặt không biểu cảm lái xe, cho ngươi có điều chuẩn bị. Chuẩn bị. Ta cảm thấy hứa di nhiên khả năng không chỉ là tìm hắn đàm công tác đơn giản như vậy. Lục qua phòng ăn tây. Cận hạt lật xem bản kế hoạch, mâu trung xẹt qua vài sợi nghi hoặc, hắn nhíu mày nhìn nhìn ngồi ở đối diện nữ nhân, phục mà bộ dạng phục tùng lại lần nữa lật xem hai trang. Sau đó bỗng dưng khép lại. Hứa tiểu thư. Ngươi không cần khách khí như vậy, kêu tên của ta là có thể. Hứa Di Nhiên cười cười, khuôn mặt điềm tĩnh, làm cho người ta có loại thân thiết thả lỏng cảm giác, dù sao chúng ta hồi nhỏ cũng coi như đã gặp mặt không phải sao. Cận Hạc không nói một lời. Theo phần này không ngang hàng bản kế hoạch cùng. Phàn quan hệ. Hắn có thể cho rằng đàm cập còn nhỏ loại này hành vi được cho phàn quan hệ sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Cận hạt ngữ khí như trước bình tĩnh, lại lộ ra chân thật đáng tin. Hiển nhiên không muốn lại không minh bạch phí hoài đi xuống. Thẳng thiết chủ đề có thể. Hứa Di Nhiên nhìn ra được đến cận hạt không là cái loại này yêu thích quanh co lòng vòng nhân, tức thời cũng không già mồm cãi láo. Nàng mím môi cười cười, đuôi lông mày lộ ra mấy phần gượng ép. Vốn không nghĩ như vậy, nhưng bởi vì một ít thình lình xảy ra tình huống, sự tình so với ta trong tưởng tượng hỏng bét cũng bách rất nhiều. Cận hạt, bản kế hoạch ngươi xem, đối thiên minh trăm lợi không một làm hại hợp tác chỉ cần ngươi giúp ta một sự kiện. Nàng cầm lấy trên bàn bản kế hoạch, ánh mắt kiên nghị, này bản kế hoạch hiện tại liền có hiệu lực. Chuyện gì? Cận hạt bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái, thiên bính ở văn hóa sản nghiệp liên thượng luôn luôn bị vây nhược thế, tương phản hứa thị kỳ hạ MER năm mới cũng là ngành nghề bên trong đáng chú ý, mặc dù mấy năm nay có chút suy sụp, nhưng trong đó thành thục vận tắc hình thức, kinh nghiệm cùng nhân tài tài nguyên, cũng là nhất bút không thể khinh thường tài phú. Đám hỏi, cùng ta đính hôn. Không khí nhất thời yên lặng xuống dưới. Hứa di nhiên hai đấm nắm được thật chặt, hơi hơi lộ ra vài phần khẩn trương, nhưng khuôn mặt lại trước sau như một chắc chắn. Dây lát, cận hạt bộ dạng phục tùng, tầm mắt lượt quá bản kế hoạch, thản nhiên nói, m e ngươi làm chủ được sao? Hiện tại không được. Hứa di nhiên miếm môi, tự tin nói, ngươi đáp ứng ta sao? ta rất nhanh là được rồi. Đột nhiên khẽ cười một tiếng. Cận hạt khấu khấu huyệt thái dương, sự tình thật trong sáng, hứa di nhiên muốn lợi dụng hắn. Dùng thiên minh làm hậu thuẫn, trên thương trường này lão hồ ly nhóm tự nhiên sẽ cho nàng tính tôi. Hiện thời hứa thị nhà mình nội chiến huyên hừng hực khí thế, tràn ngoại còn không đều là một ít tay cầm kiếp mã chờ xem náo nhiệt đứng vị đánh cờ giả. Ta rất có thành ý. Hứa di nhiên thấy hắn suy nghĩ, trên mặt chướng mắt là đáp ứng vẫn là cự tuyệt, trong lòng nàng không để, thẳng nếu không phải đi đến tuyệt lộ, nhất định sẽ không ra này hạ sách, mặc cho ai cũng không nguyện nhường tự mình bản thân biến thành một viên tùy ích lợi lắc lư quân cờ. Cận hạt ngước mắt nhìn nàng. Đương nhiên là có thành ý, phần này bản kế hoạch cơ hồ đối nàng không có một tia ưu việt, rõ ràng đầu hắn sở hảo, nhưng hắn thật lâu không có ra tiếng. Xe im bạc đứng ở trung tâm thương nghiệp dưới lầu, tần thước yên lặng xuống xe. Đường kiếm lẫm sốt ruột hướng xoay tròn nội môn đi, đi rồi vài bước quay đầu thấy nàng còn xử ở tại chỗ, tức giận lộn trở lại đến túng nàng cùng nhau đi vào. Sắc trời đột nhiên ám trầm xuống dưới. Gió lạnh cuốn lấy hạng bán nguyệt lâu cho bụi ở không trung phi vũ, có chút gọi người không mở ra được hai mắt. Xoa nhẹ đem ánh mắt, tần thước bị động bị hắn lôi kéo nhiễu lai nhiễu khứ. Đường kiếm lẫm tựa hồ đối bọn họ hành trình rõ như lòng bàn tay không biết đến cùng là đối cận hạt vẫn là đối hứa di nhiên. Thang máy chậm rãi bay lên. Tần thước có điểm tưởng rời đi, nàng thế nào muốn cùng đường kiếm lẫm hồ nháo. Ta. Nói còn chưa dứt lời, đinh một tiếng, tầng lầu đến. Đường kiếm lẫm không lại bất kể nàng, đại còi còi đi vào trang hoàng bố cục đều rất lớn khí di nhân lục qua phòng ăn tây. Dừng vài giây, tần thước mặt lộ vẻ không vui theo sau. Nàng bước chân hơi chậm, chủ yếu là do dự đường kiếm lẫm lời nói nàng cảm thấy không thể toàn tính nhưng cũng không thể không tin nói ngắn lại nói bốt cùng hứa di nhiên đại có khả năng đám hỏi chuyện này tần thước cảm thấy nàng cần thời gian suy xét châm trước một chút hoặc là trước muốn đi nhận mà không là trước tiên xông lên đi chất vấn hồ nháo nàng dù sao cũng phải muốn cái hồ nháo lý do hoặc là thân phận đúng hay không tần thước đóng chặt mắt chờ một lần nữa mở liền không thấy đường kiếm lẫm nhân. Nàng ngẩng đầu đánh giá một vòng, mù quán đi về phía trước một đoạn nhi, chỉ thấy bên cửa sổ tốt nhất vị trí chỗ mơ hồ lộ ra vài đạo quen thuộc thân ảnh. Vừa vặn. Đường kiếm lẫm đột nhiên nâng tay hướng nàng vẫy vẫy, trên mặt giống như lộ ra ý cười. Tần thước. Nàng thật sự là ăn xong của hắn giả bộ, rõ ràng dọc theo đường đi đều thối ban khuôn mặt. Không thể không đi qua tần thước lại xấu hổ không biết như thế nào đối mặt bọn họ, càng là bốt. Các ngươi thế nào ở chỗ này? Đường kiếm lẫm khấu nàng hai vai không khách khí ngồi xuống, tần thước vẻ mặt cứng ngắc, mới ngồi xuống liền nghe đối thoại truyền đến một đạo không uống không hỏa khẽ hỏi, hắn thanh âm hồn nhiên giống không có nhũ tạp tiếng cảm tình, như một đường thẳng, không có chút phập phòng. Đến nhà ăn còn có thể có chuyện gì? Ăn cơm. Nhưng là gặp gỡ hai ngươi, khéo đường kiếm lẫm không cái đứng đắn cười trả lời. Là hắn nhất quán họa phong. Tần thước lại như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nàng dư quan quét mắt trên mặt bàn vô số văn kiện, còn có hứa di nhiên ngay lập tức lãnh đi xuống gương mặt. Rất không thức thời. Đường kiếm lẫm như thế cao điệu không có nhãn lực, nàng làm sao lại đi theo dính vào đâu. Hiện thời hứa gia tiểu thư ngay cả bên ngoài vài phần lễ tiết đều dĩ nhiên kinh thường cho ngụy trang, hiển nhiên là đối bọn họ không mời tự đến mang trong lòng bất mãn. Còn có cận hạt, tầng thước cố lấy rất lớn dũng khí thử hiên mâu. Nhất thời liền phát hoảng. Hắn vậy mà chính không hề chớp mắt nhìn nàng, mâu sắc u sâm, giống như xoay quanh ngàn vạn trượng thâm lốc xoáy, lại giống kinh đào hải lãng hạ ngủ đông một cái mảnh thú, phản phất hơi không lưu ý, mảnh thú liền muốn hùng hổ nhảy ra đem nàng cắn nuốt không còn một mảnh. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Chương 53 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Chương 53 Tần thước bị bốt không chút nào che giấu mâu quan đâm vào trong lòng ký xấu hổ lại xấu hổ. Nàng không biết hắn vì sao phải như vậy xem nàng. Phương muốn đứng dậy thoát đi chỗ này, sao liêu một đạo nhẹ bỗng lời nói đột nhiên vang lên. Này cái gì? phản phất không từng xem thấy mọi người sắc mặt khác nhau, đường kiếm lẫm cà lơ phất phơ đưa tay liền đi lấy trên bàn văn kiện. Ánh mắt đột nhiên lạnh thấu xương, hứa di nhiên tưởng ngăn trở đã là không kịp, nàng run run môi nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt thành quyền, nỗ lực cường chống không ở người khác trước mặt thất thố. Đường kiếm lẫm ung dung mở ra, tầm mắt bình tĩnh quét hai hàng, đột nhiên nhẹ giọng cười. Đem nó tùy tay ném tới trên bàn, hắn ngước mắt bình tĩnh quạt trụ hứa di nhiên, nhíu mày sao, suy thanh trào phúng, ngươi liền như vậy gấp gáp cọ quá khứ, hiện tại ngay cả bản thân cũng muốn cấp lại. Đường kiếm lẫm. Cận hạt từ trên người tần thước dời tầm mắt, phút chốc trầm giọng cảnh cáo. Ngay cả tần thước cũng cảm thấy thật sự là quá đáng. Nhiên, thế nào? Đường kiếm lẫm dường như không có việc gì quét cận hạt liếc mắt một cái, một lần nữa câu môi cười, châm chọc xem hai người, đây là đã kết minh, cho nên lẫn nhau đều ở vì đối phương. Phát một chút. Nháy mắt, hứa di nhiên hoắt mắt đứng dậy bưng lên trên bàn chén rượu hướng hắn hắt đi. Không khí sợ run một lát. Đều có loại bất ngờ cảm giác. Rượu đỏ chất lỏng nhuộm dần áo trong cổ áo nhan sắc ám trầm, ánh sáng hạ, đường kiếm lẫm trên mặt rượu dịch sáng, liên phát sao đều đi xuống dọc tử hồng sắc bọc nước. Khóe miệng hắn vẫn như cũ là dơ lên xu thế, lúc này có vẻ phá lệ quỷ dị. Bởi vì an vị ở hắn bên người, tầng thước trên đầu gối cũng rơi xuống nước mấy điểm vết bẩn, đúng là hại cập cá trong chậu. Ta thật xin lỗi. Hứa di nhiên vuốt vuốt tóc, hít sâu một hơi, nàng những lời này là đối với tầng thước nói. Về sau nàng loan môi mỉm cười, hoặc nhìn trấn tĩnh tự nhiên thu thập trên bàn phân tán văn kiện, cũng hướng đối diện cận hạt vuốt cầm nói, ngượng ngùng, lần sau gặp. Dứt lời, không đợi đáp lại, liền không chút do dự toàn thân bước đi giày cao gót ma sát mặt đất phát ra nhợt nhạt thanh thúy thanh một chút đi xa xuất phát từ trực giác cùng với đối nữ nhân hiểu biết tần thước cảm thấy hứa di nhiên mới vừa rồi chẳng qua là cắn răng cứng rắn chống đỡ thôi nội tâm nhất định là cực độ phẫn nộ thả yếu ớt đường kiếm lẫm lần này thật sự là quá đáng đến cực điểm a à. giữa không trung thình lình truyền đến một tiếng cười nhẹ đường kiếm lẫm thô lỗ kéo kéo áo trong, phút chốc đứng dậy bước nhanh rời đi. Tựa như hướng hứa di nhiên đuổi theo. Thấy một hồi trò khôi hài. Tần thước ngồi vẫn không nhúc nhích, nội tâm cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Không đi. Cận hạt đứng dậy, giản dị nhặt lên phía trước bản kế hoạch, cách nàng bên cạnh khi, mâu trung thoảng qua một tia lạnh như băng ý cười, chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn sẽ quay đầu tới tìm ngươi. Đùa cực mười phần thậm chí lộ ra một cổ ác ý châm chọc. Tần thước nhìn hắn bóng lưng không có một tia tạm dừng tiêu sái xa, mới mặt không biểu cảm theo đi lên. Đi vào thang máy. Không gì ngoài bọn họ hai người ngoại, còn đứng một nam một nữ. Tần thước nhìn không chớp mắt, nàng nhớ tới đường kiếm lẫm vừa mới nói những lời này. Cẩn thận ngẫm lại, thâm ý miêu tả sinh động. Khả tổng muốn nếp thân đi chứng thực một phen, mới rất đau lòng hết hy vọng tần thước cắn môi, đình chỉ khí, phút chốc nghiêng người vừa chống lại bút. Hắn ánh mắt cũng dừng ở trên mặt nàng. Trầm tĩnh thâm thúy uống giận. Tần thước khịt khịt mũi, nàng còn chưa có tức giận đâu, hắn tức cái gì. Cuối đầu xét đánh không kịp một tay lấy trong tay hắn bản kế hoạch đoạt đi lại, có thể là bốt căn bản không phòng bị, thật dễ dàng liền đắc thủ. Tần thước nhanh chóng mở ra, vội vàng quét vài lần, phương dục phiên trang khi lại bị bốt dễ dàng thu trở về. Hắn ngữ khí lãnh đạm, nhìn xuống nàng, này không là ngươi nên xem. Đúng vậy, đương nhiên không là nàng nên xem. Tần thước cảm thấy lòng ngực đổ dường như, hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Nàng không là làm buôn bán liêu, không có thương nhân ý nghĩ, khả nàng cũng không phải thất học, hứa di nhiên cơ hồ đều đem MR chấp tay đưa cho hắn, cho nên còn có cái gì đâu có. Một cái họ hứa, một cái họ cận, này trong đó cất giấu cái gì miêu ngấy còn không rõ ràng sao. Đinh, một tiếng. Cửa thang máy phân ra. Tần thước bình tĩnh liếc hắn một cái, tay phải gắt gao khấu ngăn chận khó chịu ngực, hít sâu bước nhanh đi ra thang máy. Ra xoay tròn thủy tinh môn. Gió lạnh bí mật mang theo mưa bụi đập vào mặt mà đến, cuốn cho nàng tóc dài nơi nơi loạn vũ. Mưa to bàn bạc, dọc dọc tí tách bắn tung tóe khởi nhiều đóa cực đại bọc nước nàng đứng định ở diêm hạ, kinh ngạc. Chấp mũi bắt đầu mạo toan. Ta có lời cùng ngươi nói. Thủ đoạn đột nhiên bị bắt trụ, bốt quen thuộc thanh âm vang ở bên tai. Đương nhiên, cùng bình thường âm sắc là có khác nhau, lạnh hơn càng lạnh nhạt. Một phen bỏ ra của hắn giam cầm, tầng thước đóng chặt mắt, tưởng vọt vào màn mưa. Lại bị một cổ rõ ràng lớn mấy lần sức mạnh ngăn lại bộ pháp. Về sau cách đường kiếm lẫm xa một chút không cần ngươi quản. Cận hạt xem nàng mặt mày buông xuống, vẫn là kia phó thảo nhân thích nhu thuận khuôn mặt, mà lúc này lộ ra mù quán cuộc cường lại làm cho nhân sinh khí. Hắn cưỡng chế tức giận, vốn muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, khả vừa thấy trên mặt nàng tràn ngập không kiên nhẫn cùng xa cách, còn có điểm mất đi lý trí, thanh âm cũng nhiễm lên tức giận, ngươi còn có chút chút hổ thẹn tâm sao. Bị người cho rằng hô chi tức đến huy chi tức đi đồ chơi cũng không để ý. Vậy còn ngươi? Tần Thước lớn tiếng cãi lại nói, ngươi cận hạt là Thái Bình Dương giới ốt sao? Quả như vậy khoan. Diêm hạ trốn mưa không ít người, lúc này nghe hắn lưỡng tranh cãi, không khỏi lặng lẽ hoặc che miệng hoặc đừng đầu bật cười. Tần Thước vô tâm tình cùng hắn lại nháo, mạnh một phen dãy dụa khai của hắn trói buộc, cũng không quay đầu lại buông tiếng mưa to lý. Nàng mặc một thân bộ váy, hơn phân nửa chân đều lõa, lộ ở ngoài mưa to không lưu tình chút nào nhanh chóng đem nàng toàn thân suối. Cận hạt tức giận đến sắc mặt đột biến, tùy theo đuổi theo. Chờ hai người đều bị mưa to che lấp thân ảnh mơ hồ, Diêm Hạ trốn mưa mọi người thế này mới dám buồn cười mở miệng nói chuyện. Đôi này, chuyện này đối với tình lữ thực hợp lại, đổ mưa thiên ầm ỉ thành như vậy. Phốc, đúng vậy, kỳ thực còn trách đáng yêu. Đổ mười bao lạc điều, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa ha ha, liền ngươi có biết. Không rõ ràng sao. Bàn bạc màn mưa trung. Tần thước, đứng lại. Tần thước. Thanh âm một lần sau một lần ngoan lệ, lại không chiếm được chút đáp lại. Cận hạt lần đầu tiên như thế chật vật, cả người ẩm thấu, hắn một tay lấy trên tay toàn bộ xối văn kiện tê toái quan tiếng thùng rác, bước nhanh tiến lên túng trụ cổ tay nàng. Cho ngươi đứng lại. Thủ đoạn bị giam cầm, thật sự vô pháp tránh thoát, tần thức hung hăng quay đầu, một chút cũng không kém cõi hét lớn, đứng lại làm chi? Đứng lại nghe ngươi mắng ta sao? Sau đó ngươi mắng một câu, ta liền hồi lãnh đạo ngươi mắng đặc biệt hảo thỉnh tiếp tục sao? Cận hạt xì khẽ một tiếng, ngực không ngừng phập phòng. Hắn không thể không thừa nhận, theo sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên bị một người câu lồng ngực trung trừ bỏ lửa giận vẫn là lửa giận, hắn dùng lực nắm chặt cổ tay nàng, hận không thể lại lớn một chút lực đem nàng mặt danh kỳ diệu kiêu ngạo đều cấp khác diệt. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Cận hạt không cho nàng đừng đầu, khác chỉ tay nắm lấy nàng cầm, khiến cho nàng xem hắn, ngươi nhưng là ở trước mặt ta rất có cốt khí, ngông nghênh bong bong a, à, đường đừng kiếm lẫm chỗ kia đâu. Ta chỉ nhìn đến một cái phe phẩy đuôi khoe mã kim mau cẩu. Phi Tần thước một chưởng chụp ở hắn trên cánh tay, cũng là tức giận đến vô cùng, bắt đầu miệng không chừng mực, ngươi nói ta không có hổ thẹn tâm. Tổng so ngươi ti bỉ vô sĩ tốt hơn nhiều. Thấy hắn nhíu mày, bị lâm thành như vậy còn cao cao tại thượng kiêu căng không được, ánh mắt lộ ra rõ ràng, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Tần thước càng khí. Nàng tức giận đến tưởng dậm chân, ngươi như vậy vì ích lợi cái gì đều làm được xuất ra nhân có tư cách gì nói ta. Ngươi cùng hứa di nhiên hoạt động ai chẳng biết nói vì ích lợi bán đứng bản thân có bao nhiêu quan minh chính đại chúng ta không nhất định ai so với ai quan minh ngươi cái duy lợi là đồ không hề có nguyên tắc giả dối thương nhân buông ra ta cận hạt cảm thấy thật đúng là mở quay mắt giới hắn bật cười bình tĩnh quạt trụ trước mặt tranh cãi ầm ĩ không nghĩ tiểu nữ nhân mắng thật sự là có thứ tự bình thường cùng con thỏ nhỏ dường như không vui nhiều lắm buồn không hé răng nguyên lai không là nhu thuận mà là không hiện ra lư sơn bộ mặt. Ngươi cười cái gì cười? Bị ta một lời trúng đích không hề cãi lại lý do có phải không phải. Tần thức tức giận đến A, à, đều nhanh cuồng loạn, hắn cư nhiên còn dám cười. Hắn sức mạnh đại, thế nào thế nào đều tránh thoát không ra. Thủ đoạn đều lạc đỏ. Quỷ khuất. Tần thức khịt khịt mũi, nhìn xuống nước nở nói, gian trá tiểu nhân buông ra ta, đi truy đuổi ngươi lợi ích đi thôi ngươi mắng về mắng, lại khóc cái gì? Cận hạt cảm thấy huyệt thái dương đột đột khiêu, hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ cực kỳ, khuynh trên người tiền nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngươi mắt mù sao? Không thấy được là nước mưa a? À. Tần thước né tránh, đại thở phì phò tiếp tục trống. Hồi trong xe lại nói. Tháng năm thiên, khí hậu mặc dù đã trở nên ấm áp, nhưng đột nhiên hạ khởi mưa to, độ ấm đột nhiên thấp, nàng ăn mặc thiếu, gặp mưa đến bây giờ sắc mặt trắng bệch ngay cả đôi môi đều lộ ra một cổ không bình thường thương màu xanh bất quá tầng thước lúc này làm ầm ĩ đứng lên hắn lý trí lại không hiểu hấp lại vài phần cảm thấy không khỏi cảm thấy quá mức hoang đường hắn nhưng lại cùng một nữ nhân ở mưa to đầm đìa trên đường cái công khai ầm ĩ lên thật sự là ngẫm lại đều xấu hổ đi cận hạt túng nàng thủ mạnh mẽ muốn dẫn nàng lộn trở lại thương trường trung tâm bãi đổ xe. Tần thước mới không thuận theo đâu. Một cái không phối hợp còn tẩn quấy rối nhân, cho dù là nữ nhân, lực lượng cũng không dung kinh thường. Huống chi là một cái hồn nhiên tan mất lý trí nữ nhân. Thật sự là đáng sợ. Cận hạt khấu khấu huyệt thái dương, tuy rằng không hiểu chuyện tình thế nào biến thành như vậy, nhưng hắn nhưng lại không biết là chán ghét, tự hồ thế này mới giáo nhân càng thấy đáng sợ không còn phương pháp. Cận hạt rõ ràng toàn thân đem nàng chặn ngang khiên trên vai đầu, dưới chân bộ pháp nhanh hơn. Cận hạt, ngươi làm chi? Ngươi ti bỉ vô sĩ. Đầu bỗng dưng hướng mặt đất đổ tài đi xuống, trước mắt choáng váng cảm. Nước mưa bùng bùng hướng trên mặt tập kích, tầng thước lúc này đã hoàn toàn nhớ không nổi hắn là nàng lão bản này hồi sự nhi. Một ngụm một cái cận hạt, miễn bàn nhiều có thứ tự, dù sao hắn mắng nàng, nàng dựa vào cái gì không thể mắng trở về. Đem nhân quan tiến sau tòa. Chợt đem xe khóa lại. Cận hạt lắc lắc đầu, vô hạn cảm thán vòng đến khác một bên, động tác lưu loát giải khóa lên xe, lại lần nữa khóa lên. Hắn trưởng tay lái, theo kính chiếu hậu nhìn đến nàng chính không buông tay ninh cửa xe, khấu khấu mi tâm, đột nhiên câu môi cười, hắn cảm thấy hắn giống như thành một hồi chê cười. Cho nên, bọn họ đến cùng đang làm cái gì? cãi nhau. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Đệ 54 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đệ 54 chương mưa rào càng dồn dập, bang bang nện ở nóc xe. Tần thước huyên không kính nhi, liền can ngồi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ kính thấm đậu đại bọc nước, sau đó hối số tròn điều dòng nước chảy xuống dưới đi vũ tuyến dày đặc hai bên kiến trúc đều cùng môn tầng bụi dường như trong xe mở điều hòa đổ không biết là lãnh chính là cả người ẩm đát đát đặc biệt trói buộc khó chịu lý trí tùy thời gian dần dần trở về tầng thước lấy thủ che ngạch ngăn trở hai mắt vừa rồi nhất định là điên rồi nàng tâm như tro tàn rất muốn kêu dừng xe nhưng cận hạt nhất định không thuận theo Thủy tí thẳng trên xe một bãi lớn, đương nhiên, bốt so nàng được không đến chỗ nào đi, nhân điểm ấy, nàng hơi chút dễ chịu chút, dù sao chính hắn cũng không gặp có đau lòng xe, nàng liền càng không cần cảm thấy ấy nấy. Xe trầm mặt ở bàn bạc mưa to trung hành chạy. Không biết qua bao lâu. Rốt cục khai tiếng một mảnh biệt thự đàn. Bị quanh mình hoàn cảnh kinh ngạc sau, tầng thước nhất thời căng thẳng thân thể, nàng ghé vào phía trước cửa sổ lấy tay xoa xoa sương mù, không là đến công ty sao? Đây là chỗ nào? Tùy theo, xe im bặt dừng lại. Ngươi đừng động, đi xuống thủ ô tiếp ngươi. Cửa xe, phanh, mở ra, tần thước không kịp làm ra phản ứng, chỉ thấy trên chỗ sau tay lái nhân trực tiếp xuống xe, hắn bóng lưng xa dần, màu đen áo trong bị nước mưa lâm quá chặt chẽ bên người, mặc dù gầy yếu lại không phải là không có đường cong. Đợi chút, nàng hiện tại không khỏi cũng quá thả lỏng là muốn này thời điểm sao? Vỗ vỗ đầu, bộ dạng phục tùng ninh cửa xe, tần thước trực tiếp xuống xe, dù sao trên người đã toàn ẩm, cần gì phải để ý nhiều lâm một lát vũ. Nhưng mà vẫn là rất lạnh. Vừa ra tới liền cảm nhận được bên ngoài cùng bên trong xe độ ấm khác biệt, nước mưa không lưu tình chút nào tiến vào cổ, băng đến trong lòng đi. Tần thước lấy tay trắng ở đỉnh đầu, vũ quá lớn, đều không mở ra được mắt nàng mị mâu hướng phía trước nhìn lại, đột mà thấy tầm mắt tận cùng chỗ bỗng dưng xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Hắn chống đem mặt sắc ô che, đi lại dồn dập, hướng tới nàng này phương hướng, từng bước tới gần. Đi lại. Nàng nghe được hắn thanh âm như ẩn như hiện ở trong mưa vang lên. Ngay người trung, hai chân không năng động. Cận hạt dĩ nhiên tật đi tới nàng bên người, đem đại ô che ở nàng đỉnh đầu, đôi mắt thâm trầm tà nghệ nàng, không nghe thấy nhất cho ngươi không xuống xe, nhị cho ngươi đi đến ta ô xuống dưới. Nghe thấy được. Chính là không nghĩ động, không, là không thể hắn làm cho nàng động liền động, không nhường động sẽ không động. Tần thước ở trong lòng cãi lại. Nàng hiện tại khôi phục lý trí, đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng hắn giáp mặt gọi nhịp, chức tràng thủ tục điều thứ nhất, nhẫn, liều mạng nhẫn. Coi như bản thân là chỉ ninh gia thần quy. Nhịn một chút nhẫn cận hạt xem nàng banh mặt, lại không hé răng. Thường lui tới nhất định sẽ cảm thấy, Nga này cô nương nhất định cho rằng đối lý, ngoan ngoãn không lên tiếng ý tứ là đại biểu chịu thua cùng nghe lời. Khả giờ này khắc này. Cận hạt cảm thấy, không chừng ở trong lòng thế nào có thứ tự mắng hắn. Trong lòng nội buông tiếng thở dài khí, cận hạt chợt nắm ở nàng kiên, đem nhân hướng bên người mang gần, hai người cộng chống một thanh ô ở mưa đêm lý đi trước hạt mưa bắn tung tóe khởi một đóa đóa bọt nước, toàn chạy vào giày lý. Tầng thước mặt là sông giày cao gót, đại để thất cm tả hữu, hạ vũ mặt đất trơn ẩm, nàng có chút theo không kịp hắn cước trình, lại không muốn ra tiếng chịu thua, rốt cục liên tục miễn cưỡng hạ, một cái lão đảo, thân mình phút chốc ngã hạ xuống. Là thật ngã sấp xuống. Trong chuyện xưa nam chủ nhân công kịp thời anh hùng cứu mỹ nhân tình chương không có thể xuất hiện. Đương nhiên có khả năng cận hạt căn bản không phải nàng sinh mệnh vai nam chính. Khả tiền vài giây, nhìn hắn như vậy thải kiên định bộ pháp chân thành hướng nàng đi tới khi, trong lòng giống như có loại toàn thế giới đều vì hư vô chỉ có hắn tối thật sự cảm giác. Đầu gối đụng trên mặt đất. Đau. Nước mưa lã tả đánh vào trên mặt. Đau. Còn có thật dọa người. Bởi vì là ở người trong lòng trước mặt, dọa người cảm giác càng sâu. Thực xin lỗi. Cận hạt lập tức cúi người đem nhân sam lên, nàng lông mi buông xuống, che khuất mâu trung nhan sắc, tuyết trắng trên đùi nhiễm một chút vết bẩn, còn có chút chút cọ sát ra xước da vết thương. Đem ô nhét vào trong tay nàng. Cận hạt rõ ràng chặn ngang đem nàng ôm lấy đến, cho thống khoái bước lên cầu thang, hướng cương ở đang từ cửa xuất ra phụ nhân nói, ái di, hỗ trợ nấu điểm canh gừng, còn có, trong nhà có không có sạch sẽ nữ sĩ có thể tắm rửa quần áo. Ái di ôm nhân toàn thân, cận hạt nhíu mày, bộ mặt nghi hoặc nhìn xử ở cửa phụ nhân. Ôi, ôi hảo! Ái di hướng hắn trong dạ cô nương lườm hai mắt, nhìn chầm chầm hai người vào nhà, một đường đi một đường thẳng thủy. Phòng khách thảm quả thực gặp tội. Nhưng mà, ái di hoàn toàn không thể chú ý đến thảm, nàng nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày, mới nhớ tới dặn, lập tức xoay người vội đông vội tây. Là trước nấu canh gừng vẫn là tìm quần áo nói kia cô nương trắng trẻo nõn nà, chính là sắc mặt không được tốt. Mấu chốt này chỗ nào đến cô nương? Vô thanh vô tức làm sao lại vào cửa? Ái di tróc đoán không ra, nghĩ lão gia tử cùng đổng khỏe mạnh thư phòng chơi cờ, phỏng chừng không được bao lâu phải biết tin tức. Chỉ sợ có người so nàng càng cấp. Về phần tần thước, nàng đều có điểm mộng, giống như không quá ở trạng thái. Mấu chốt bốt hành văn liền mạch lưu loát, theo ôm lấy nàng kia một lát, nước chảy thành sông vào nhà, nói chuyện với nhau, lên lầu. Chờ ý thức rõ ràng kia nhất sát, nàng đã bị ôm đến trên lầu. Nàng xem hắn phá khai một gian phòng ngủ, đem nàng phóng trên mặt đất, cố tự đi vào phòng tắm, ngay sau đó truyền đến, rào rào, dòng nước thanh. Ngươi trước tẩy trừ, ta nhường ái di trực tiếp lấy đổi giặt quần áo tiến vào. Có thể là thấy nàng không lên tiếng trả lời, hắn tân, thanh, trong xoan mũi lộ ra nghi vấn âm điệu tần thước xem hắn theo bản năng gật đầu cho nên chờ hắn toàn thân rời đi đóng lại môn tần thước đều làm không hiểu chuyện tình thế nào đột nhiên biến thành như vậy nàng đánh cái rùng mình hai tay luân phiên sờ sờ lạnh như băng cánh tay kia vậy trước tắm rửa một cái đi đi vào phòng tắm tần thước chần chờ cởi xiêm y đem thân thể phao tiến trong bồn tắm lớn đại khái không đến vài phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Cô nương, ta với ngươi lấy tắm rửa sim y, trực tiếp tiến vào có thể sao? Hình như là cái gì ái di? Bốt mơ hồ là như vậy xưng hô. Cách lưỡng đạo môn, tần thức sợ nàng nghe không rõ, hơi lớn thanh đáp lại câu hảo cảm ơn. Rất nhỏ một trận động tĩnh. Tần thước ra bên ngoài dò xét tham cổ, sợ nghe không được ái di tiếng nói chuyện. Cô nương. Ân, ừ, ta nghe thấy, ngài nói. Ái Di đem trọn vẹn tiệm quần áo mới đặt tại bên giường, cảm thấy cảm thấy này cô nương nói chuyện có lễ phép, không kiêu ngạo không xỉm định, liền tính bị ôm tiếng vào có điểm. Nhưng, là ngã sấp xuống thôi, tình có thể nguyên, không cần để ý, huống hồ, nhà bọn họ thiếu gia đó là đau lòng người. Chật. Cô nương, thiếu gia mẫu thân ngẫu nhiên ở nhà trụ thượng hai ngày, cho nên nơi này mới có mấy bộ dự phòng sim y, đều là tân, để lại thời gian có chút lâu, nhưng ngươi yên tâm, ta đều có hảo hảo bảo tồn, sạch sẽ, cam đoan không gì hương vị. Cám ơn, ngượng ngùng phiền toái ngài. Không phiền toái. Ái Di hí mắt cười cười, nhìn chầm chầm phòng tắm khép chặt cửa phòng nói, dưới lầu phòng bếp nấu canh gần đâu, chờ hầm hảo ta cho ngươi thịnh nhất chung đi lên. Cám ơn. Thật sự phiền toái. Không khách khí. Ái Di suy nghĩ định rồi nửa phút, nhỏ giọng đi ra ngoài, đem cửa phòng khép lại. Thanh âm nhuyễn hồ, nghe như là tốt tỳ khí đứa nhỏ. Nàng không tránh khỏi tràn ra chút vui sướng. Tươi cười đầy mặt bước nhanh bôn tiếng phòng bếp, Ái Di xem hỏa, thuận tiện bắt đầu thịnh lúc trước liền nấu hảo lửa nhỏ ôm canh gà, nhất thức hai phân. Canh gừng khu hàng, nhưng vị nhân hướng, uống hoàng sau lại đến điểm canh gà áp nhất áp, thật tốt. Chờ sinh gừng ra nước nhi, thả hai chiếc đường phèn. Ái Di trước cấp cận hạt đưa đi qua. Nhanh như vậy liền tẩy tốt lắm. Xem đứng ở cửa sau thiếu gia, Ái Di tránh đi hắn dục tiếp nhận động tác, bưng phương bàn đi vào, đem hai chung canh đặt lên bàn, hướng hắn giận dữ trách lắc lắc đầu, xem ngươi vừa rồi vội vã tìm ta lấy ô, hại ta cho rằng ra cái gì thiên đại chuyện, nguyên là trong xe có vị cô nương chờ. Lại vội hỏi, đi, ta không hỏi nhiều, ngươi mau tới đây uống canh gừng, ta đi cấp kia cô nương lại đưa một phần đi qua. Ân. Cận hạt vuốt cầm lên tiếng trả lời, vạch trần hai khối cái nhi, xem xét liếc mắt một cái, nhanh chóng toàn thân gọi lại ái di, ngài cho nàng cũng thịnh phân canh gà, gừng vị gây mũi, nàng nói không chừng không thích. Khụ khụ. Ái di im bặt dùng sức ho khang một tiếng, treo gẹo lường nhà mình thiếu gia liếc mắt một cái, vốn định chế nhạo vài câu, nhưng nghĩ nghĩ, liền xoay người trực tiếp đi rồi, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ vài sợi như có thâm ý tươi cười. Ngược lại huyên cận hạt có chút ngượng ngùng. Hắn hoang mang lắc lắc đầu, ngồi xuống uống canh gừng. Một khác bên. Tần thước cũng đã tẩy hảo, nàng thay bên giường chỉnh bộ quần áo. Nội y quần lót. Còn có một cái váy dài. Giống như vừa mới vừa người. Mới xong sắp xếp ổn thỏa, nàng vuốt vút, vút cước sủng tóc, ngoài cửa tiếng gõ cửa liền bỗng dưng vang lên. Tần thước bước nhanh tiến lên mở cửa. Là ái di. Nàng trên tay bưng phương một bàn, bên trong bình các hai chung canh. Hai người lẫn nhau khách sáo vài câu sau, ái di sợ nàng không được tự nhiên, thức thời rời đi. Tần thước có chút xấu hổ ngồi xuống ăn canh. Canh gà thập phần ngon miệng nhi, đem khoan miệng gừng vị hòa tan chút. Nàng có một ngụm không một ngụm uống, cảm thấy lo sợ, cảm thấy có điểm bất an. Cọ sát một lát, không ai quan tâm nàng, tần thước gãi gãi cái ót, thử mở cửa đi ra ngoài, hành lang nói u dài, bày ra đỏ thẩm sắc thảm nhung, phong cách cổ xưa mà trầm tĩnh. Cho nên, nàng đã bị ném vào nơi này sao? Tần thước ngượng ngùng đi về phía trước, bỗng nhiên nghe được một trận nhi điện trúng gió tiếng vang. Theo âm đi tìm đi. Đứng định ở tận cùng thứ nhất gian phòng ngủ ngoại. Cửa phòng hờ khép, nhưng kẻ hở quá tiểu, căn bản vô pháp xem xét một hai. Tần thước đành phải trắng môi thấu đi lên, cẩn thận ba ở khe cửa, nhưng độ mạnh yếu có chút không khống chế tốt, môn đột hướng nội đi vòng quanh, nhưng cũng tùy theo lão đảo nhất tiểu hạ. Kẻ hở chợt trở nên rộng mở. Bên trong động tỉnh thanh ngột nhiên đình chỉ. Nàng ngước mắt, nhìn đến bốt chính nhìn phía nàng, hắn tự hồ cũng mới tắm rửa xong, mặt thập phần đơn giản tùy ý, thước màu xám tay áo dài áo cùng cà phê đậm sắc hưu nhàn khố, tóc có thể là mới sấy khô, phá lệ dịu ngoan mềm mại bộ dáng. Ách! Tần thước gian nan tìm lý do trung. Làm một người khách nhân, đại còi còi tự tiện sấm đến chủ nhân phòng. Đi lại. Ân. Tần thước do dự một giây, lưng thân đóng cửa lại, quyết định đi qua. Nàng chậm rì rì đi đến bên người hắn, phương muốn nhận sai, cánh tay lại bị hắn túng trụ, sau đó bị hắn khấu tà ngồi ở giường bên. Trúng gió tiếng vang trọng nhiên ấm áp phong nhào vào da đầu, nàng nhấc lửu nhấc lửu ướt át tóc dài bị gió thổi thoáng phập phồng, cùng với của hắn lòng bàn tay ngẫu nhiên sát quá của nàng não trước, động tác mềm nhẹ, lại mang theo cổ điện lưu. Kích động, co quắp, mừng thầm, ảm đạm. Tần thước cương ngồi ở mép giường, vội vàng quét mắt bốt phòng ngủ kết cục, ngắn gọn đại khí, hắc bạch bụi, như nhau một thân, bản khắc đông cứng lãnh đạm. Nhưng như vậy bản khắc đông cứng lãnh đạm nhân phàm là lộ ra một điểm ôn nhu khi, khiến cho nhân cảm thấy nghênh diện như là đánh tới thiên đại bàn kẹo đường. Ngọt mau vong hình. Như nhau giờ phút này. Hắn cư nhiên tự mình cho nàng sấy tóc. Tần thước nuốt hạ nước miếng, một cử động nhỏ cũng không dám. Điện trúng gió, xích xích, tiếng vang không dứt bên tai. Không duyên cớ gợi lên một trận không kể kiều diễm. Nàng cúi mâu, bỗng dưng nhớ tới buổi chiều xem kia phân bản kế hoạch. Bốt nhất định tâm động. Hắn đối nàng sống sờ sờ nhân vô tâm động, đối với phân buồn tẻ giấy trắng mực đen tâm động. Không cam lòng. Tần thước túng nhanh trên đầu gối váy, nàng cắn chặt răng, khoát xoay người ôm trụ của hắn thắt lưng. Động tác bất ngờ không kịp phòng, cận hạt khấu đoạn cái nút, sờ sờ nàng còn có điểm hơi ẩm phát sao. Nghi người đem trúng gió gác qua trên bàn, Tần thước theo hắn động tác đứng lên, không buông tay. Cận hạt. Cảm thấy kỳ quái cũng không bài xích. Hắn nhíu mày, thấp mâu nhìn nhìn truyền ở trên lưng nữ nhân, nhất thời cảm thấy lúc này có lẽ là cái tốt lắm thời cơ, có tất yếu đem nàng cùng đường kiếm lẫm sự tình giải quyết rõ ràng. Hắn không thích nàng tổng giống điều đuôi cùng sau lưng hắn. Ở ta nói hoàng tiền, ngươi không cho mù quán tức giận, trong nhà có người khác, hô to gọi nhỏ không thích hợp. Tần thước ngửa đầu nhìn hắn lại nhảy bộ dáng, ngược lại đem song trưởng đáp đến hắn trên vai. Không có giày cao gót gia tăng thân cao, nàng cư nhiên đi cà nhắc đều không đủ trình độ của hắn môi. Thật sự là, đành phải lui mà cầu tiếp theo. Lúc trước ngươi là không phải đã nói. Cận hạt không biết nàng đang làm cái gì, lơ để nhìn chầm chầm nàng ánh mắt tiếp tục nói chuyện, nhưng tiếp theo thuấn, cổ sét đánh không kịp đánh lên đến một mảnh ôn nhuyễn nàng mang điểm thấm ướt lời lẽ dáng tại hắn hầu kết chỗ, không biết vô tình vẫn là tận lực, nàng sĩ tim nhẹ nhàng cắn cắn chu toàn, giống nhất thúc bạch quan đột nhiên lượng ở đỉnh đầu, thế giới của hắn hoa mắt ù tai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Đệ 55 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Đệ 55 chương mới tắm rửa hoàng, cả người lộ ra nhàn nhạt di nhân hương khí. Bọn hắn tác phong tức gần, đều là một cổ tươi mát bạc hà hương vị. Tự hồ gắt gao dựa vào ở cùng nhau khi, mùi liền càng thêm nồng liệt, xoay quanh ở chóp mũi, tràn ngập phá hủy lý tính. Cận hạt theo bản năng theo mê người hương vị cúi đầu, cầm dưới tựa vào nàng đỉnh đầu, sợi tóc mềm mại thuận hoạt, giống tơ lụa thông thường xẹt qua, sợi tóc bên trong cũng cất giấu mùi, làm cho người ta khống chế không được tưởng bóp nát ở lòng bàn tay hương vị. Tần thức song trưởng vòng vòng trụ hắn cổ, mượn lực đi cà nhắc, dựa ở trên người hắn, mới lạ hôn nhẹ, dọc theo hầu kết cao thấp tả hữu dao động. Hắn không có đáp lại nàng. Lại có thể cảm nhận được hắn thân thể cứng ngắc. Tần thước có chút khẩn trương không yên, nhưng đừng vô phương pháp, nàng chỉ có thể cầu nguyện hắn giống lần trước như vậy dễ dàng không khống chế được, chỉ cần đã xảy ra thực chất quan hệ, lấy hắn phẩm tính, ác phải sẽ không không chịu trách nhiệm, liền tính đáy lòng không làm gì thích nàng, cũng sẽ đối nàng tốt. Đã đem điểm mấu chốt thấp đến nơi này, tần thước không biết bản thân được ăn cả ngã về không là thật đáng buồn vẫn là. Hắn như cũ không có đáp lại nàng. Tần thước bất an chớp mắt, có chút sợ hãi nhẹ nhàng cắn cắn hắn hầu kết, đầu lưỡi lơ đãng hơi hơi lượt quá, lưu lại nhiều điểm trong suốt ướt ác. Rốt cục ức chế không được thét lớn một tiếng, cận hạt hít sâu một hơi, nâng nàng thắt lưng nhẹ nhàng đem nhân ôm lấy, đem nàng trắng nõn hai chân đặt tại hắn chân trên mặt, cúi đầu dùng sức hôn ở nàng cái trán. Nàng rất nhẹ, nhưng sở hữu sức nặng tập trung ở chân trên mặt khi, rồi đột nhiên có một loại kỳ diệu lòng trung thành, đột nhiên làm cho hắn cảm thấy có thể thân đi xuống, hôn đi. Nàng là của hắn. Theo cái trán, hắn nóng bỏng môi một đường công thành đoạt đất, dọc theo mí mắt trải qua chóp mũi khóe miệng, sau đó chuyển qua xương quai xanh chỗ, tư ma cắn cắn. Tần thước đầu quả tim giống sát ra hỏa hoa, nàng cả người chợt bủng rủng, vòng eo bị hắn hữu trưởng hung hăng nắm giữ, thân thể theo hắn xâm lược động tác sau này kinh ngưỡng. Thật không có cảm giác an toàn tư thế, phản phất hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Hắn vùi đầu ở nàng vai phải chỗ, một điểm một điểm nhỏ vụn mà lại trầm trọng hôn, tần thước túng nhanh của hắn áo, bắt lấy một góc nắm ở lòng bàn tay, cắn răng nhịn xuống cổ họng Giang ưng. Hai tương đối so, nàng tự hồ bại trận nhanh hơn một ít. Sau đó, hắn nóng trực ẩm hôn duyên tới bên tai, hoặc trọng hoặc khinh, giống như treo chọc giống như gây xích mít. Tần thức biết đều là ảo giác, hắn hội treo chọc cái gì nha, là chính nàng không cốt khí. Khả trong nháy mắt nàng cảm giác bản thân giống như thành thiên thượng theo gió trôi nổi đám mây, không chỗ nào y lại vắng vẻ, chỉ có hắn, có thể leo lên trụ nàng không khống chế được đột nhiên dùng một chút kính nhi, móng tay sát khảm nhập hắn phía sau lưng, khóe miệng cũng tràn ra một tiếng vô pháp thừa nhận thở dốc. Hắn động tác im bặt một chút, có cực thiển cực thiển cười nhẹ giống điện lưu giống nhau xuyên thấu màng tai. Tần thước gò má đà hồng, nửa là xấu hổ nửa là não. Nàng trừng hắn. Không biết này liếc mắt một cái là thật không hề uy hiếp lực, ngược lại lộ ra vô tận quyến rũ, phản phất không nói gì khiêu khích cùng mời nàng đuôi mắt phi câu, cận hạt khó có thể tự giữ hôn ở nàng mắt thường, sau đó tiến vào chính đề bàn khóa lại nàng lộ ra nhàn nhạt đỏ sẫm môi. Không có thử không do dự, tiến quân thần tốc, hết sức triền miên. Làm lẫn nhau hô hấp triệt để đồng nhất tần suất, giống như thế nào thế nào cũng không đủ. Tay hắn dao động ở nàng bên hông, vốn là theo bản năng vì này, mà khi đầu ngón tay sờ soạn đến nhất tiệp kim chút khóa kéo, hết thảy liền trở nên hợp lý. Suy một tiếng, quần áo bên rộng mở, loáng thoáng lộ ra một khát phiên cảnh đẹp. Chỉ bản năng dừng một giây, cận hạt chợt đã bị nội tâm chinh phục, hắn lòng bàn tay tham nhập y nội, vuốt ve kia một mảnh bóng loáng nhẵn nhụi da thịt, cùng lần trước xúc cảm giống hệt nhau, đều làm cho hắn giống như cử chỉ điên rồ thông thường, trở nên bản thân đều không biết bản thân. Màu trắng váy dài là hưu nhàn khoảng, thoải mái rộng rãi. Không cần tốn nhiều sức liền theo nàng tức kiên chảy xuống dưới đi, cận hạt giống như bát trứng gà thông thường đem nàng toàn bộ ôm lấy đến, đổ áp ở trên giường. Ráp giường là màu đen, vũ phát nổi bật lên màu da oánh bạch. Của hắn hôn dọc theo xương quai xanh đi xuống, là tiền sở không biết chỗ. Tần thức ý loạn tình mê, đều có điểm không biết bản thân thân ở nơi nào, nàng rốt cuộc ức chế không được nhẹ giọng nức nở ưng, than nhẹ thiển nga. Tay hắn để ở nàng phía sau lưng, tự hồ là tưởng cởi bỏ cuối cùng trói buộc sau đó, qua lại dọc theo vuốt phẳng hai lần, mới nhẹ nhàng đùng một tiếng, triệt để băng khai. Tần thước kỳ thực có chút muốn cười, khả chưa kịp cười đã bị tiếp theo ba xâm lược công kích yếu đuối vô lực. Da thịt gắt cao tướng thiếp, lại không một ti khoảng thời gian. Khắp nơi đều là ngọn lửa, tần thước cuộn mình ngón chân, cảm giác tay hắn đã chạm được nàng dưới thắt lưng, đầu ngón tay niễn trụ kia một tầng kinh bạc vải dệt. Một chút đi xuống nàng không lý do một trận co quắp khẩn trương. Hơi hơi vừa động, đùi phải ma sát đến của hắn đầu gối. Cận hạt động tác chợt một chút. Hắn thần trí đã không rõ, nhưng không biết vì sao, thình lình xảy ra đụng chạm coi như liên lụy đến hắn trong đầu thần kinh, bị trùng trùng xiền xích nhốt ở góc lý trí theo dao động thiếu khẩu, một chút thẩm thấu xuất ra, cực kỳ thông thả. Kỳ thực luyến tiếc. Cận hạt gian nan buông tay, một lần nữa đem hôn dừng ở nàng môi với răng. Mềm mại ấm áp lộ ra mê người hơi thở của nàng môi. Nhỏ vụn thở dốc theo khóe miệng nàng chảy ra, cận hạt nghe không được, hắn toàn thân buộc chặt, đành phải hung ác gấp trăm lần che lại của nàng môi, đem sở hữu thanh âm nuốt hết. Tần thước bị động thừa nhận, còn chưa tới cuối cùng một bước, khả quanh thân đã mất một điểm khí lực, ban đầu nàng còn có thể nắm chặt ráp giường đè nén cảm xúc, nhưng giờ phút này đã toàn tùy thân thể bản năng, nàng thậm chí đều nâng không dậy nổi thủ đoạn đi ôm trụ hắn gầy gò thắt lưng. Hôn của nàng môi, chóp mũi, đuôi mắt, cái trán. Thận trọng mà thành kính. Cận hạt nghiêm cẩn xem nàng, nàng bộ ngực đại lực phập phồng, hai mắt mê mông khí trời hơi nước, môi nhân trắng trắng trở nên sưng đỏ sẫm, hai gò má lộ ra mơ hồ hồng nhạt. Không thể lại nhìn đi xuống. Lôi kéo một bên chăn mỏng đem nàng cả người cái trụ, chỉ lộ ra một đôi mắt cận hạt mạnh theo trên giường rút lui khỏi, hắn nhặt lên thưa thất quần áo, căn bản không dám quay đầu, nàng không biết ánh mắt nàng cũng giống lộ ra mê hoặc, hắn để ngăn không được. Thanh âm ảm câm xé rách đến cực hạn, cận hạt tiếng trầm mở miệng, ta đi thư phòng, ngươi ở trong này nghỉ ngơi, sáng mai. Hắn trùng trùng hít sâu một hơi, nhưng trong không khí cũng đều bay dụ dỗ sinh động không rõ ước số, gian nan cuối cùng nói, sáng mai nói chuyện. Dứt lời, không thể nhiều ngốc một giây nhanh chóng rời đi. Mở cửa, đóng cửa. Bất quá ngay lập tức trong lúc đó. Phanh. Cùng với này thanh âm điều, tần thức tâm trầm đến vạn trượng vách núi đen. Nàng cả người còn đắm chìm ở trung, tầm mắt mơ hồ, tứ chi bủng rũng, nhưng tâm lại sớm một bước thanh tĩnh. Đáng sợ nhất là. Nghĩ rằng khóc, vừa vạn tử vẫn còn rung nhẹ nhẹ thở hào hển. Khoảng hồi lâu, nàng rốt cục năng động nắm chặt chăn mỏng bên cạnh hướng lên trên đề, đem ánh mắt cũng che. Không là mất mặt, không là xấu hổ, không là hối hận, không là sỉ nhục. Mà là tuyệt vọng. Còn muốn nói chuyện gì? Là cảnh cáo nàng không cần lại năm lần bảy lượt câu, vẫn trêu chọc, vẫn là trịnh trọng nói cho nàng hắn đã quyết định đáp lại cùng hứa di nhiên hợp tác, đính hôn kết hôn, vì tương lai thê tử thủ thân như ngọc. Tần thước chôn ở trong bóng tối, mở to hai mắt, nàng sợ run nửa ngày mới phát giác trên gối đầu đại phiến thấm ướt. Khắp nơi đều tràn ngập của hắn hương vị. Đến giờ khắc này, mới cảm thấy thật sự là cái chê cười, mệt nàng còn tưởng chỉ cần phát sinh quan hệ, liền phải nhận được sở cầu sở đồ, đúng dịp mang thai cũng không sợ, hắn hội nhận. Nhưng mà, chỗ nào đến này đó đến tiếp sau đến tiếp sau. Tần thước cố hết sức bán ngồi dậy, dùng chăn bao lấy xích, lõa thân thể, nhặt lên giường bên bơ ra mặt vào còn có một nửa rơi xuống ở váy dài. Bụng rũng chậm chạp đều mặc được, nàng xốc lên chăn, tưởng xuống giường, nhưng mà vẫn là đánh giá cao bản thân, hai chân mềm mại căn bản sử không lên vài phần lực, nàng lão đảo bán suất ở bản, dựa lưng vào mép giường cư ngồi ôm tất ngẩn người. Một khác bên. Tận cùng khách nằm phòng tắm nội. Nước lạnh cuồn cuộn không ngừng lướt qua thân thể. Lại cọ rửa không xong nàng ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Cận Hạc chỉ cần bộ dạng phục cùng nhìn đến ngực bụng thượng tinh tế hồng ngân, liền cảm thấy có nhất đám ngọn lửa tại thân thể đông lũi tây tạng, đảo loạn nhất khang nước ao. Mấu chốt, này thật nhỏ nhẹ nhẹ hoa ngân diện tích, cư nhiên có loại càng xem càng đáng yêu cảm giác. Cận Hạc một phương diện cảm thấy thích, một phương diện lại làm cho này loại ý tưởng cảm thấy xấu hổ sỉ nhục. đầy đủ xối rửa nửa giờ, hắn mặc dục bào trầm trọng đi thông thả ra phòng tắm ngoài cửa sổ vẫn giọt giọt tí tách rơi xuống mưa rào, kéo ra bán giác rèm cửa sổ, liếc mắt trên tường đồng hồ, không đến 10 điểm, không tính trễ. Hắn nhíu mày, bình tĩnh suy nghĩ sau một lúc lâu, xoay người đi đến trước bàn, xoay người cầm lấy di động, phiên đến dãy số, không chần chờ bác đi qua. Quy Trong ống nghe truyền đến một cái bình tĩnh giọng nữ. Cận hạt thanh âm còn lộ ra khó nén khàng khàng, ba ngày về kế hoạch án sự tình, thật đáng tiếc chúng ta không có biện pháp hợp tác viễn chuyển lại trực tiếp cự tuyệt không nói nguyên do lộ ra một cổ chân thật đáng tin hương vị hứa duy nhiên ngồi ở thư phòng theo đèn bàn hạ ngẩng đầu buông trong tay bút máy đem đang ở tu chỉnh cạnh tiêu thư đổ lên một bên nhẹ nhàng cười bất đắc dĩ ảm đạm trung lộ ra thất vọng thất vọng lý lại lộ ra nhàn nhạc giải thoát ngay cả làm bộ diễn tràn diễn đều không thỏa hiệp cận hạt tuy rằng ta sớm biết rằng ngươi sẽ cự tuyệt cho nên ta mới nhằm vào ngươi làm phần này bản kế hoạch, ai? Nàng cười than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới vẫn là làm vô dụng công A. Ta không là diễn viên. Đối bên thản nhiên nói, hy vọng ngươi chống đỡ, tái kiến. Chật. Điện thoại bị cắt đứt. Hứa di nhiên buông tay cơ, cười khổ nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa to bàn bạc, càng làm cho nàng cảm thấy phiền chán. Thật sự là vô tình. Cũng là, có thể trông cậy vào một cái thương nhân biết ấm lạnh biết thể tuất sao. Liền tính hắn biết, còn phải xem đối tượng không phải sao. Ba ngày Lý Phòng ăn tây đàm luận khi, kỳ thực nàng có nhìn đến cận hạt trong mắt buông lỏng, một ý niệm sự tình, đối hắn trăm lợi không một hại, nhưng đường kiếm lẫm mang theo cái kia nữ nhân tới quấy rối khi, nàng chỉ biết, thất bại trong gan tắc. Nàng không sợ đường kiếm lẫm, nhưng nàng sợ cận hạt nhìn về phía cái kia nữ nhân khi ánh mắt thâm hít một hơi thật sâu, hứa di nhiên đứng lên, cúi đầu đem buông xuống dưới sợi tóc dùng sức vuốt đến cùng đỉnh, nàng song trưởng ôm lấy bản thân, lãnh, còn có điểm muốn khóc, cường ngạnh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên như vậy muốn khóc. Chống đỡ. Nàng muốn thế nào chống đỡ? Nên thế nào chống đỡ? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Đệ 56 chương bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đệ 56 chương mưa to sơ nghỉ, thế giới đều yên tĩnh. Rèm cửa sổ kẻ hở có vi ám quan sấm tiến vào, tầng thước nhu nhu có chút chết lặng chân, chống mép giường đứng lên, nàng khinh thủ khinh cước mở cửa, xuyên qua hành lang dài, xuống lầu. Cả tòa biệt thự đều trầm ở hôn ám trung, nàng im ắng, không khiến cho gì chú ý. Đãi đứng ở xuất khẩu chỗ, tầng thước chần chờ một lát, Quần áo của nàng dày cùng bao. Chính do dự, đột nhiên liền nghe thấy một trận cực kinh động tỉnh. Nàng sườn mâu có chút kinh hoảng nhìn lại, sau đó nhìn đến bôi đen ảnh thủ mang theo cái gì theo lầu một bên trái phòng xuất ra. Đối phương nhìn đến nàng, đồng dạng ngẩn ra. Định ở tại chỗ, tầng thước có chút ngốc, nàng muốn tiến lên chào hỏi sao? Nhưng là nàng giờ phút này thầm nghĩ vô thanh vô tức trốn, nhưng như vậy tinh thần rối rắm chung đối phương dĩ nhiên chủ động hướng nàng tới gần. Thức dậy thật sớm, nếu không theo giúp ta đi hậu hoa viên tùng tùng thổ. Ngài hảo, ta. Tần thước mới nhìn rõ nguyên lai là lão chủ tịch, hắn mặc nhất kiện đồ lao động áo khoác, thổ màu xám, dẫn theo là sẻn sửa sang lại tiễn linh tinh công cụ. Ánh sáng hôn ám, chỉ nhìn đến hắn trên mặt mơ hồ lộ ra cười. Tùng thổ. Không, nàng phải rời khỏi nơi này nhưng đối phương không có cho nàng cự tuyệt thời gian, nghi người liền sau này, đình cất bước, nói lãm nhảm, người trẻ tuổi khởi sớm như vậy hiếm thấy, thiên cũng chưa lượng đâu. Đến, đuổi kịp, hướng bên này đi. Tần thước. Nàng theo bản năng hướng trên thang lầu phiêu mắt, gãi gãi tóc dài, nhục chí theo sau, liền 10 phút, 10 phút đến nàng lập tức nói đi. Dù sao lão chủ tịch đã mở miệng, nàng một cái tiểu bối cộng thêm viên chức rõ ràng thúy cự tuyệt có phải không phải không lễ phép. Huống hồ này trả lại hắn gia đâu. Trong lòng nghĩ nhất mùi thỏa hiệp sớm muộn gì ra đại sự, nhưng tần thước là thật không mở miệng được, đành phải khuất phục cho hiện thực. Ngài thương tốt lắm. Cùng ở sau người, tần thước xuất phát từ quan tâm, lắm miệng hỏi câu, lúc trước gãy xương bất chính là vì trời hưởng sáng chiếu cố hoa hoa thảo thảo, thế cho nên lên lầu khi không thấy rõ lộ mới không cẩn thận té ngã sao. Cận lão gia tử đi ở phía trước hồi, không sai biệt lắm, người này già đi liền giấc ngủ thiếu, không tìm chút việc để làm khó tránh khỏi không được tự nhiên, huống hồ chiếu cố này đó mấy đứa nhóc ta sở trường nhất, bọn họ một đám thủ thô chân bổn, theo ta nằm viện lúc ấy, động kiện đem ta một chậu thật vất vả chiếm được mẫu đơn dưỡng đều không có tinh thần, cúi đầu, kia tiểu đáng thương hình dáng. Cận hạt kia tiểu tử càng tuyệt, đều không mặc mũi đề, đường kiếm lẫm không cần phải nói, ba ngày hai bữa tìm không ra ảnh. Ai, bọn họ ý định là chiếc xác bảo bối của ta nhóm, ngươi có biết, này hoa cùng nhân A sủng vật giống nhau, ngươi đối nó quan tâm, thích nó yêu quý nó, nó tài năng khai rất tốt, dùng bản thân tối kiêu ngạo bộ dáng đến thảo nhân vui vẻ, cho nên nói. Tần thước một đường chỉ phụ trách gật đầu. Nắng sớm sơ tỉnh, sau cơn mưa bụi hoa vàng hoa nhóm càng hiển tinh thần, lục là lộ ra sinh cơ bừng bừng lục, nụ hoa mặc dù đều hạp mâu, nhưng ngây thơ khả cúc, ẩn ẩn có mùi thơm. Nàng có điểm liếu lưỡi, đình viện hoa loại phồn đa, nhưng không tập trung, nơi này một mảnh phong lan, chỗ kia nhất phương sắc vi, dòng chảy tiểu thạch bình gốm, tại đây chút lẫn nhau làm nổi bật hạ, gắn đầy hoa cỏ đình viện một chút cũng chưa có vẻ diễm lệ sặc sỡ, ngược lại lộ ra cổ khí tiết. Biết này hoa hồng mở đã bao nhiêu năm sau? tần thước phối hợp lắc lắc đầu. Trước mắt dàn hoa thiết kế thập phần nghệ thuật, viên phương giao thoa, hoa đằng quấn quanh gian lộ ra thời thượng hương vị. Ngược lại liền gặp cận lão gia tử mâu trung lộ ra khó nén đắc ý, lại có chút ta thắng cấp nó chảy vuốt cành lá, năm đó ta vừa đem cận hạt theo hắn kia không đáng tin cha mẹ kia tiếp trở về, lại đem đường kiếm lẫm kia tiểu tử ôm đến, này hoa hồng chính là năm ấy loại thượng, sống được đủ lâu. Lão chủ tịch lâm vào nhớ lại tần thước càng nguy đề cáo từ. Sắc trời từng bước, nàng hai tay giao nắm, đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm mở miệng, liền nghe cận lão gia tử ngồi sổn thân thể sửa sang lại phong lan, cũng không quay đầu lại, hôm qua ngươi nghĩ ở cận hạt trong phòng đâu. Tần thước như là bị chày gỗ nên diện tạp hạ, nàng ấp úng không biết nên nói cái gì. Cũng may cận lão gia tử lại nói, ta nói chỉ thấy nửa đêm cận hạt đứng ở bản thân cửa phòng không đi vào thế nào cái ý tứ này một tiếng chật, coi như không lộ ra khác hương vị. Nhưng tần thước rồi đột nhiên căng thẳng thân thể. Không thể nói rõ nhẹ nhàng thở ra vẫn là nhắc tới tâm. Nàng bị lão chủ tịch tiền một câu nói dọa, còn tưởng rằng. Khả cận hạt có ý tứ gì? Khẩn cấp muốn cùng nàng đàm rõ ràng, sao? Chủ tịch, thời gian không còn sớm, ta nên đi làm, trước hết cáo từ. Tần thức thật vất vả tìm cái cơ hội, bay nhanh cho thấy ý tứ đi làm. Cận hạt cũng không đi công ty sao. Các ngươi hai cùng nhau dùng hoàng bữa sáng đáp hắn xe đi không là có thể. Cận lão gia tử sườn mâu, đứng thẳng thân mình lơ đãng nói, hắn nên nổi lên, bình thường cơ bản đều này điểm. Tần thức âm thầm kêu tao, tệ hết biết rồi. Nàng bộ dạng phục tùng, phản phất ủ rũ hoa hồng, còn đang làm cuối cùng dãy dụa, ta muốn trước về nhà một chuyến, cho nên vẫn là không phiền toái cận tổng cận lão gia tử mâu trung hiện lên một tia hiểu rõ, chợt lại hoang mang. hai người này quan hệ có chút phức tạp a. À. về nhà làm cái gì? tần thước không ngờ lão chủ tịch như vậy khó chơi, được rồi, có lẽ chính là thuận miệng vừa hỏi. nàng hạt bài nói, về nhà lấy một phần tư liệu, trọng yếu tư liệu, hôm nay đi làm đắc dụng. ngữ khí vương ngoại tăng thêm vài phần. dù là cận lão gia tử tưởng làm bộ không ánh mắt, cũng có chút không mặt mũi hắn gật gật đầu, ánh mắt phục ra ra chờ mong ánh sáng, thực không dùng hết bữa sáng lại đi. Không, không cần, cảm ơn ngài mời, lần sau. Tần thức xuất phát từ khách sáo muốn nói lần sau có cơ hội, nhưng lời này. Nàng vội vã im miệng, cung thắt lưng cáo từ, vội vàng xoay người theo đường cũ đi vòng vèo. Cận lão gia tử lắc lắc đầu. Một lần nữa tu bổ bụi hoa, chật chật ngợi khen. Trong lòng nói, ngoan tôn nhi, Gia Gia chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Tần thước một đường đi nhanh, nàng xông vào phòng khách khi hoàn toàn đánh lên theo thiên thính tới được ái di, vội vã đem hôm qua giỏ sách cùng quần áo cầm lại đến, nàng không kịp đổi. Còn nữa, ban đầu một thân là váy ngắn, đầu gối đã ngoài, nhưng nàng trên đùi hẳn là có chút dấu vết. Tư điểm, sắc mặt nàng bỗng dưng trắng bệt, chỉ cảm thấy nơi này một giây đều lại không tiếp tục chờ được nữa, cùng ái di cáo biệt sau liền lao ra biệt thự đi rồi thật đường xa, mới gọi được một chiếc cho thuê, tần thước thở phì phò ngồi vào sau tòa, phút chốc chui đầu vào trên gối trong quần áo. Nhẹ nhẹ ánh mặt trời sau cơn mưa toát ra, phá lệ rực rỡ ấm nhân. Biệt thự nội cũng dần dần có tiếng vang. Đốc đốc. Cận hạt đứng ở bản thân trước cửa phòng, chậm rãi gõ ba tiếng. Không động tĩnh. Hắn đêm qua không ngủ hảo, kỳ thực căn bản là không ngủ, suy nghĩ bề bộn, năm lần bảy lượt muốn tìm nàng để hỏi minh bạch nhưng xuất phát từ thân sĩ phong độ hắn ngủ không được cũng không có thể ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi huống hồ hơn nửa đêm gõ cửa giống nói cái gì không khỏi quá mức lỗ mãn xấu hổ rủ mắt cận hạt khấu khấu huyệt thái dương lỗ mãn này từ khả năng đã tự thể nghiệm dùng ở tại trên người hắn tựa vào tường sườn trước mắt hai luồng ám thanh cận hạt đưa tay lại lần nữa khấu ba tiếng vẫn như cũ vô động tỉnh mâu trung hiện ra vài sợi nghi hoặc. Rất nhanh tràn ngập khởi lo lắng, hắn nhíu mày, đưa tay, liên tục lại khấu mấy tiếng, tiếp tấu dồn dập. Sao cái gì sao? Mọi người đi rồi. Lầu một phòng khách, lão gia tử đã thay xong một thân ngắn gọn đường trang, phủi phủi báo chí, hắn đứng ở thang lầu hạ, đem trên mũi lão kính viễn thị đi xuống túng túng, lộ ra một đôi ý tứ hàm xúc không rõ đục ngầu hai mắt, liền 10 phút trước, Ta còn thay ngươi ngăn cản nàng gần đại nửa giờ, cho nên nói là chính ngươi. Đại nửa giờ đều qua, cuối cùng 10 phút ngày ngăn không được. Cận hạt bỗng dưng ra tiếng đánh gãy, mi tâm túc thành, xuyên, tự, bình tĩnh nhìn dưới lầu lão gia tử, ngữ khí lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quán khí cùng không kiên nhẫn. Dứt lời bỗng nhiên nắm tay cầm đem cửa phòng vạn mở, phanh, đóng cửa lại. Đem lão kính viễn thị một lần nữa phù đi lên. Cận lão gia tử không thể tin, côi thanh, chậm rì rì ngồi vào sofa, ngẫm lại còn là có chút khí bất quá, theo báo chí lý ngước mắt, hướng rất bận rộn chuẩn bị bữa sáng ái di phẫn quất nói, cảm tình ta đây còn ra lực không lấy lòng. Bản thân không bản sự rất hội oán nhân, sợ tới mức nhân cô nương trời không sáng liền vội vã trốn, trách ta. Đều do ta. Cuối cùng một cái, tự cùng, phanh tiếng mở cửa đồng thời vang lên. Cận lão gia tử im tiếng giả bộ dường như không có việc gì cúi đầu xem báo giấy. Dư quan trung thoáng nhìn nhân, đốc đốc đốc, xuống lầu, trên cánh tay lãm kiện tây trang áo khoác, đi lại vội vàng, ca rác cũng không hệ. Không ăn bữa sáng. Không ăn. Ngữ khí vẫn như cũ không tốt. Đám người tật phong bàn biến mất, cận lão gia tự lắc lắc đầu, đứng dậy hướng nhà ăn bên kia đi, cảm thán, này đã muộn 10 năm phản nghịch kỳ xem ra là đến bùng nổ thời điểm, ra, Cự tuyệt lái xe rừng già thúc đưa hắn đi làm đề nghị, cận hạt tùy ý đem áo khoác quăng ở trên xe, xị mặt trưởng tay lái lái xe đi công ty. Đi làm điểm nhi đổ. Thường lui tới cận hạt không có gì xúc động, hôm nay xem như cảm nhận được vô cùng lo lắng. Hắn khấu vài thứ loa, tiếp tục điên cuồng khấu vài lần. Không hề tác dụng. Ngã vào tòa lưng, cận hạt mới cảm thấy bản thân thoáng chốc cũng thành mỗi ngày sáng sớm này sốt ruột khó nén, táo bạo tộc, chi nhất. Một đường ngừng ngừng đi một chút, đến công ty không đến 8 giờ rưỡi, chưa đến 9 giờ. Cận hạt do dự thượng tầng cao nhất, chính nghe được vài cái đến sớm thư ký cô nương đang nói chuyện bác quái. Hắn mặt không biểu cảm thẳng tắp tiếng văn phòng. Các cô nương chậm nửa nhịp im miệng, vẻ mặt ngượng ngùng chùi y đầu, hối hận không ngừng các nàng đang ở biện luận bốt tính thủ hướng hay không bình thường đâu. Xong rồi. Buổi sáng 9 giờ. Buổi sáng 10 điểm. Buổi sáng 11 điểm. Phòng thiết kế viên công nhóm có chút ngồi không yên, nhất ban đại lão gia nhi nhóm gặp cận hạt bóng lưng đi xa, đều cùng tiểu cô nương nhóm dường như trao đổi hạ ánh mắt, có chút mộng bức. Này tra đồi cũng không mang như vậy thường xuyên. Lại cứ liền vòng hai vòng đi, không lên tiếng, sắc mặt đổ một lần sau so một lần khó coi. Ý định hù nhân. Làm hại đại gia tưởng không là ra cái gì miêu ngấy, giảm biên chế. Cơ mật tiết lộ nghi hiện 007. Rốt cục, 2 giờ chiều thời gian. Này hai vị trí thế nào luôn luôn không? Cận hạt tầm mắt nhẹ nhàng mang đi qua, có vẻ không chút để ý, đề tài khởi thật tùy ý bộ dáng. Nga, triệu khoát nghĩ kết hôn trung, về phần tiểu tầng, hẳn là tăng ca sau điều hưu đi. Không rõ ý tưởng phụ cận nam viên công nói giải thích. Buổi chiều không đến. Cận hạt ánh mắt nhàn nhạt, ngữ khí nghe không ra rõ ràng bằng trắc. Này không vô nghĩa sao. Đều đến điểm nhi. Cũng may cận hạt cũng biết, không đợi nhân trả lời, hắn liền không nói một lời toàn thân thông thả bước rời đi. Điện thoại tắt máy. Nhân không thấy bóng dáng. Trận hạt đương nhiên biết là tối hôm qua vấn đề. Trốn. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57. Đệ 57 chương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương. Đệ 57 chương tối hôm qua cả đêm chưa ngủ, vốn nên vây đến mức tận cùng. Trên thực tế hai bên huyệt thái dương trụy đau, ý nghĩ hôn trầm, khả nằm ở trên giường lăn qua lộn lại chính là vô pháp đi vào giấc ngủ. Tần thức ôm lấy chăn mỏng bán ngồi dậy, quên đi, mất ngủ khi bắt buộc bản thân ngủ, thật sự là tâm mệt. Nàng xuống giường mơ màng vù vù tiêu sái đến tủ lạnh, kéo ra môn. Rốt cục buông tiếng thở dài dài khí. Ngay cả rượu đều không có. Cái gì rượu đều không có, hoa quả ti cũng không có. Ủ rũ thôi tức ngồi ở phòng khách sofa, Tần thước tóc bay rối rậm rạp xem xét ngoài cửa sổ, ánh mặt trời có chút chói mắt, sau một lúc lâu, rốt cục giật giật. Nàng sờ ra di động, cấp tiểu thiến phát vi tính. Nhưng mà, bị quyết đoán cự tuyệt. Tiểu thiến tỏ vẻ buổi tối muốn hòa tiểu thịt tươi thân cận. Gặp sắc quên hữu tên. Tần thước gãi gãi tóc, đầu ngón tay ở liên hệ nhân liệt trong ngoài xẹt qua xẹt lại, do dự nửa ngày, cấp đường kiếm lẫm gọi điện thoại. Quy, Điện thoại đối bên thanh âm lộ ra nhàn nhạt mơ hồ cùng ảm câm. Uống rượu sao? Tần thước thẳng nhập chủ đề, nói mời. Ngươi tìm ta uống rượu. Ha ha. Lại nói, ngô, ngươi rượu phẩm không tốt, ta được ngẫm lại. Tần thước chỉ thiên trợn trừng mắt, suy thanh cười, chúc mừng chúng ta liên minh chính thức giải tán, cũng nên uống cái tán hỏa quán ba, ngươi hiện tại ở đâu uống rượu đâu. Nghe hắn mơ hồ báo cái địa chỉ, Tần Thức đứng dậy vở sách trực tiếp xuất môn. Mau Nhập Hạ, giữa trưa ánh mặt trời khá độc. Đánh xe đến đường kiếm lẫm căn cứ địa khi nhanh đến tam điểm. Trong quán ba người ở hiếm thấy, giống không ngủ tỉnh thú thông thường, im lặng ngủ đông, chỉ đợi bóng đêm hoàng hôn, liền phút chốc sinh động thức tỉnh. Thật dễ dàng tìm được đường kiếm lẫm nhân. Hắn chính lại nằm ở góc màu đỏ rượu trên sofa, trên bàn bày đầy vô số vỏ chai rượu, hoặc đổ hoặc dựng thẳng. Tần Thước nghĩ rằng, ân, cũng không phải nàng một người thê thê thảm thảm lưu luyến, tìm được đồng loại khi, trong lòng không hiểu còn có an ủi. Nàng đi qua, tự tại ngồi vào đối diện, đem hắn không khai phong bình rượu khiêu khai, tìm cúi đầu nhân viên tạp vụ muốn cái ly thủy tinh, tự châm tự trước. Chỉ chốc lát sau, hai bình rượu hạ đổ. Đường kiếm lẫm ẩn ẩn chuyển tỉnh, xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ khinh A một tiếng, đứng dậy ngồi ổn dùng cái gì chén rượu a? À? Hắn trực tiếp ôm bình rượu hướng miệng quán, cừ thật, bán bình rượu dịch dây lát không có bóng dáng. Tần thước không để ý hắn, hai người cắt uống cát. Đợi đến men say mông lung, mệt nhọc, vậy ngủ một lát. Tần thước lệch qua sofa, không biết ngủ say bao lâu, bỗng nhiên bị một cổ tiếng huyên náo tranh cãi ầm ỉ nhạc vi tính bừng tỉnh, nàng nhíu mày chậm động tác trợn mắt, thẳng tắp nhìn chầm chầm trên không lộng lẫy ẩn hiện ngọn đèn, một hồi lâu, mới làm rõ ràng tình huống. Nàng ghé mắt chung quanh, nơi nơi đều là hoặc xinh đẹp hoặc khêu gợi dáng người, một trương trương khuôn mặt tươi cười hiện lên ở mâu trung. Vào đêm, nàng lão đảo đứng dậy đem đường kiếm lẫm chụp tỉnh. Vỗ vỗ. Không biết vì sao, thình lình xảy ra cảm xúc làm cho nàng có chút sụp đổ. Mượn rượu tiêu sầu sầu càng sầu thành không kinh người. Đường kiếm lẫm không kiên nhẫn phất phất tay, giống như phiền nàng, bán ngồi dậy lệch qua sofa một bên không muốn trợn mắt, tần thức trực tiếp ngã hai chén rượu, một ly đưa cho hắn. Có rượu, nhân liền tỉnh. Hai người đều không biết này để mấy luân, dù sao uống chính là. Chúng ta liên minh giải tán. Tần thức bưng chén rượu lên, cắn môi cười, nghiêng đầu nhìn hắn, cho nên, chạm vào một cái. Cái gì liên minh? Ngươi căn bản liền không từng có một điểm minh hữu tự giác tính. Đường kiếm lẫm kể lễ nàng, toái ngôn toái ngữ nửa ngày, đột nhiên ngã vào lưng sofa, lẩm bẩm nói, thực tan tác a, à, ngươi buông tha cho. Ngươi người này cũng quá dễ dàng bị suy sụp đánh ngã đi. Không được việc chúng ta hai có thể đi hôn lễ hiện trường cướp cô dâu A, liền trong phim thường có cái loại này. Mặt hắn nói hưu nói vượng. Tần thước tại đây không đương lại giải quyết hai bình cao độ dày rượu đỏ. Men say theo cảm xúc ở trong bụng trong đầu bốc lên ngươi biết cái gì a à, liền hạt bức bức lại nhảy bức bức lại nhảy nàng tức giận xị mặt đánh gãy hắn dùng sức đem đùng một tiếng nâng cốc chén trịch ở trên bàn đôi mắt hung hăng quạt trụ hắn đều như vậy như vậy hắn chính là không thích ta 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 nghẹn ngào muốn nói không nên lời nói đường kiếm lẫm tuy rằng không biết nàng muốn nói gì vẫn là rất có bạn rượu tinh thần đem nàng chén rượu nhặt lên đến đảo mãn đưa cho nàng một nguồn buồn Tần thước dơ ly rượu rỗng duỗi đến hắn phía trước, hào khí vạn trường, lại đến. Đường kiếm lẫm tối không quen người khác sai sử hắn, tưởng giận lại đình chỉ khí, lại cho nàng ngã mãn chén. Hai người uống lớn, sóng vai tựa vào sofa câu được câu không nói chuyện. Ta đi, cả đời này thực không nghĩ tới bị trói chặt, nhân gian ngắn ngủng hơn 10 năm, cái gì oanh oanh yến yến tình tình yêu yêu, ngoạn nhi có thể không thể làm thực ngươi biết không? Đường kiếm lẫm quay đầu, Gặp Tần Thức phối hợp gật đầu, mới tìm được nói hết gật đầu, đặt sao, mà ta cảm thấy ta hiện tại thật không thích hợp, nhất định là điên rồi, ta khả năng cần đi bệnh viện tâm thần. Tần Thức cười ha ha. Cười đến ôm bụng cười, lại vùi đầu ở đầu gối khóc lên. Đừng chạm vào ta. Nàng khóc nức nở vung ra đường kiếm lẫm thủ, nức nở nói, khóc cuối cùng một lần, liền này cuối cùng một lần, quyết định, thật sự thật sự quyết định không nghĩ quản ngươi a à, khả ngươi khóc ta cũng muốn khóc đường kiếm lẫm vỗ vỗ vai nàng tiếp tục rót rượu rót đầy hai chén vẫn là uống rượu tần thước trong đầu cận tồn một chút lý trí nàng lắc đầu cảm thấy nàng không thể uống nữa đường kiếm lẫm càng không thể uống nữa bởi vì thiên đều bắt đầu vòng vo ta chúng ta thông suốt bất cứ giá nào một hồi thế nào xem trước mắt lúc ẩn lúc hiện mặt tần thước trùng trùng gật đầu Đầu ván mắt hoa. Đường kiếm lẫm nói cũng bắt đầu vuốt không rất rõ ràng, tảng đá tiễn, kéo bố, thua, thua gọi điện thoại, mắng. Mắng bất tử bọn họ hai, nhất tiếp chúng ta trong lòng mối hận, được không được. Hảo. Tần thước lại lần nữa trùng trùng gật đầu. Một hai ba. Hai người vương tay. Ngươi thua. Tần thước mị hí mắt, nàng ra tảng đá, đường kiếm lẫm bố. Khả hắn thực xuẩn bình tĩnh nhìn thoáng qua thủ thế, đường kiếm lẫm cư nhiên thật sự cảm thấy bản thân thua, theo trong túi phiên ra di động, quay số điện thoại, lầm bầm lầu bầu, ta muốn mắng nàng, khả mắng cái gì đâu. Mắng nàng tổng đối ta hờ hững tổng theo ta phân cao thấp gọi nhịp sao. Nhiên, chờ điện thoại chuyển được, đường kiếm lẫm lại đột nhiên một chữ đều nói không nên lời, cho đến đối phương cắt đứt, bên tai truyền đến vội âm. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đối diện tầng thước, treo tần thước chậm chạp một lát, bỗng nhiên phản ứng tới được cười nhạo hắn, tốn tể. Đường kiếm lẫm cũng một mặt ảo não thần sắc. Lại đến. Tần thước ra bố, đường kiếm lẫm kéo. Như pháp bào chế. Ngu xuẩn, đường kiếm lẫm lại lần nữa trúng chiêu, ngây ngốc gọi điện thoại, thứ nhất lần không tiếp, lần thứ hai chuyển được, ở hứa di nhiên cắt đứt tiền, hắn lại một chữ không có thể mắng xuất khẩu. Vòng thứ ba đường kiếm lẫm tựa hồ thần du quy về, Phương muốn quay số điện thoại khi phát hiện không đúng, không, không là ngươi thua sao. Tần thước. Bao, ta bao đâu. Nàng đứng thẳng bất ổn tìm tới tìm lui, rốt cục ghé vào đối diện trên sofa tìm bao, theo bên trong phiên ra di động, tần thước trượt hai lần, mới thuận lợi giải khóa. Thật nhiều cuộc gọi nhỡ sao lại thế này. Cận hạt. Tần thước điểm đi vào, lui về chủ trang không có đề kỳ. Nga, quả nhiên là hoa mắt thôi. Ngươi mắng hắn cái gì? Tần thức trung sợ mi suy nghĩ dây lát, đột nhiên cười hắc hắc, trí chướng, ta mắng hắn trí chướng, con lười, còn có con lười. Cấp lực. Đường kiếm lẫm cười lệch qua trên sofa cho nàng điểm tán. Điện thoại bác đi qua. Nháy mắt đã bị chuyển được. Tần thức mộng lắm, đối bên nháy mắt truyền đến một đạo dồn dập uống giận thanh âm, ngươi ở đâu nàng nàng thình lình có chút bị dọa đến theo bản năng hồi uống rượu a à? uống rượu cận hạt sắc mặt khó coi hắn quét mắt ngoài cửa sổ xe triệt để ngầm hạ đi bóng đêm trong lòng không vui hắn từ buổi chiều liền đi qua canh giữ ở nàng dưới lầu đầy đủ tám nhiều giờ điện thoại không tiếp trong nhà không ai cho nên nàng đây là mấy điểm liền chạy đi uống rượu càng nghĩ càng giận Tận hạt cảm thấy có chút hít thở không thông đi xuống giải hai khỏa áo trong nút áo, ngữ khí nỗ lực hoảng hạ vài phần, một người. Không là A. À. Tần thước chưa kịp đáp, đường kiếm lẫm sẽ không thích kêu la, đâu có trí chướng đâu. Đâu có đâu. Nga, đối. Tần thước giật mình, nàng miếm môi, khả trí chướng hai chữ lại áp ở đầu lưỡi, thế nào đều chen không đi ra. A. À. Nàng bên này còn tại nổi lên bỗng dưng bên tai truyền đến một tiếng châm chọc ngắn ngủi cười nhạo thanh. Toàn mặc dù là đô 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 đô. Vội âm. Sao, thế nào? Tần thước buông tay cơ, bắt chước cận hạt ngữ khí nhúng vai, a à. Đùa cực vị nhân mười phần. Ha 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 ha. Đường kiếm lẫm chủy sofa cười to. Năm mươi bước cười một trăm bước. Có cái gì buồn cười? Hắn có cái gì buồn cười? bọn họ có cái gì buồn cười. Lưng đưa đường kiếm lẫm nằm ở sofa, tầng thước đem mặt cô ở góc, bên tai là hy bạo kim loại nặng rất nơ rôn, khả nàng cảm thấy trong lòng nàng tấu vang nhị hồ, nhị tuyền ánh nguyệt. Không ai lại ép buộc. Bọn họ hai cắt theo nhất. Phản phất đều ở vì bản thân chuyện thương tâm bi ai. Chỉ có quán ba âm nhạc như trước tùy ý bừa bãi. Trận hạt tìm tới đây khi giữa khuya 12 điểm sơ quá hắn không cần riêng đi thăm dò, đường kiếm lẫm pha trộn địa phương tổng như vậy vài cái. Quy củ màu trắng áo trong màu đen tây khố ban đêm trong tiệm kỳ ba, sắc mặt âm trầm xem nhẹ quanh mình hoặc khiêu khích hoặc lỗ mãn ánh mắt, cận hạt tức giận trà sát bay lên, mâu trung sắp phục ra ra ngọn lửa. Sinh ra hốt gần lãnh liệt khí thế nhường rụt rịch các cô nương nhất thời do dự, không dám lên tiền bắt chuyện. Cận hạt rất nhanh tìm được hoành nằm ở góc trong sofa hai người đầy đủ ở bọn họ hai phía trước đứng sau một lúc lâu. Nắm tay nhanh nắm chặt lại Tùng. Cận hạt rốt cục nhắm mắt hít sâu một hơi, xoay người đem tần thước phiên cái thân, nàng vô ý thức khẽ hừ một tiếng, trên mặt dính hồ. Là khóc bộ dáng. Chặn ngang đem nhân ôm lấy, hắn trải qua đường kiếm lẫm khi, hung hăng đạp hạ hắn chặn trên mặt đất đùi phải. Cứ việc bán mộng say chuyến choáng, vẫn là biết đau. Đau hô một tiếng, đường kiếm lẫm bỗng dưng đem chân rụt trở về. Cận hạt ánh mắt lạnh bạc liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp chạy lấy người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Đệ 58 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đệ 58 chương cận hạt đem nhân quan đến trong xe. Hắn xị mặt bình phục tình hình bên dưới tự, hướng sau tòa bình tĩnh lường liếc mắt một cái. Chật thải hạ chân ga. Đêm dài, không gì ngoài đèn nê ông như trước lóng lánh, quốc lộ thượng sắc lá xe linh tinh sổ chiếc. Cận hạt lái xe thật ổn, lúc này có thể là hợp với 24 giờ đã ngoài chưa từng nghỉ tạm một lát, hắn thần trí mặc dù thanh tĩnh, nhưng trong lòng ngực khí trời một cổ phiền chán, tốc độ xe nhưng là trước nay chưa có mau. Không đến nửa giờ, đã đến đạt nàng ở lại tiểu khu ngoại. Cận Hạc đem xe đứng ở lộ bên, đem uống say không còn biết gì cả người đều lộ ra tử khí nữ nhân ôm xuống dưới, nga, còn có nàng ngã nhào đến xe để bao. Lên thang máy, hắn theo nàng trong bao lục ra chìa khóa, mở cửa. Lượng đăng. Sau đó trong lòng nhân ấp úng trầm rì một tiếng, đôi mi thanh tú nhíu lại. Cận Hạc bộ dạng phục tùng tức giận ngễ nàng liếc mắt một cái, hiện tại biết khó chịu. Đem nhân ném ở phòng khách sofa hắn đơn giản vọng một chu, nữ nhân trụ địa phương sắc điệu thanh thoát tươi mát, trên ban công là nhất lưu thịt thực, bên trong bố trí ấm áp cũng không phức tạp, chỉnh thể thiên hoàng lục. Hắn không chiếu cố ma men kinh nghiệm, đành phải bằng cảm giác làm việc. Cởi áo khoác cùng hài, lại nhiều quần áo liền không hạ thủ, tuy rằng, nàng bán dựa ở sofa một bên, cận hạt đưa tay vén lên ngăn trở mặt nàng sợi tóc, trắng nõn thấu phấn gò má, hai mắt cắt gao hạp, thong dài lông mi yên tĩnh tự nhiên buông xuống, môi hình no đủ, quanh thân tản ra nồng liệt mùi rượu, cả người đều giống biến thành một ly ở dưới ánh đèn sáng lấp lánh rượu dịch, làm cho người ta nhịn không được tưởng nếm thử. Ngượng ngùng thoát nàng quần áo, nhưng hôn môi cũng là không biết xấu hổ. Cận hạt mặc dù cảm thấy loại này nhận thức hoang đường, khả đối mặt nàng khi, xúc động lớn hơn lý tính đã thấy nhưng không thể trách. Hắn cúi người, hơi hơi chạm vào ở trên môi nàng. Chợt liền theo bản năng tăng thêm độ mạnh yếu, cuối cùng chính hắn cũng không biết giống như lại mang theo vài tia ngoan ý. Ngô. Ăn đau, trong hỗn độn cũng biết trốn tránh. Nhìn nàng trốn về sau động tác, cận hạt không vui nhìn chầm chầm nàng, trành sau một lúc lâu mới đứng dậy đi phòng tắm tìm khăn lông cho nàng lau mặt. Đơn giản rửa mặt chải đầu sau, hắn một lần nữa đem nhân ôm lấy đến, phóng tới phòng ngủ trên giường lớn. Nàng ngủ an ổn, hồn nhiên không biết hiện tại đứng ở bên người là ai có phải không phải cận hạt ngồi ở giường bên, tâm đổ khát khát nàng thanh tú rất kiều chấp mũi. Không hề nghĩ rằng nhân nhưng lại đột nhiên mở mâu. Trong mắt bình tĩnh trong suốt nhất quân hồ nước, chính là mặt nước tráo tầng nông cạn sương mù. Ngươi, ngươi có biết con lười sao? Cận hạt giả bộ dường như không có việc gì rụt tay về, liền nghe nàng gập ghềnh hỏi, thanh âm thanh thúy, không rành thế sự cảm giác. Con lười. Hắn không rõ chân tướng, nhìn lại nàng nói, biết, động vật có vú, hình dạng lược giống như hầu, động tác trệ hoãn phản ứng trì độn, sản cho nhiệt đới trong rừng rậm, phân bố cho châu Nam Mỹ. Nói xong nói xong, cận hạt đều cảm thấy. Đây là động vật thế giới sao? Ai ngờ trên giường nằm nhân nhưng lại kẻo kẹt kẻo kẹt, nở nụ cười, hai tay túng chăn hướng lên trên xã, cái trọ xuống ba, đôi mắt loang thành hai đợt nguyệt nha nhi. Có cái gì buồn cười? Cận hạt. Một mặt mờ mịt vẻ mặt hắn đưa tay vuốt ve nàng ấm áp gò má, không khỏi đi theo của nàng tươi cười loang loang khóe môi. Chợt cuối người thân ở nàng mắt thường, nhẹ giọng nỉ non, không hiểu ngươi ở cười cái gì, cũng không hiểu ngươi đang nghĩ cái gì. Nàng còn đang cười. Đáng giận. Cận hạt lấy tay che nàng sáng ngời đắc tượng ở dụ dỗ nhân đôi mắt, ngủ đi. Sáng mai lại nói. Sau một lúc lâu, thu tay, nhân cũng lâm vào ngủ say, cận hạt thay nàng dịch dịch góc chăn, quét về phía ngoài cửa sổ, màu xanh nhạt rèm cửa sổ tùy kẻ hở thấu vào phong nhẹ nhàng lay động. Hắn là thật sự không hiểu. Mỗi lần cảm thấy đầu quả tim giống chạm đến đến ngụy hoa, nháy mắt lại xa xa ngàn vạn thước. Nàng không là thích của hắn sao? Tổng có mấy cái nháy mắt làm cho hắn có như vậy nhận thức, nhưng mà còn chưa kịp đi quan sát nghiền ngẫm, nàng liền một đầu bôn vào đường kiếm lẫm bên người. Đột nhiên có chút hối hận, Cận hạt ngoái đầu nhìn lại nhìn chầm chầm nàng ngủ say mặt. Không nên dừng lại. Hắn hẳn là muốn nàng. Tuy rằng, trong mắt hắn, có hay không kia cuối cùng một bước cũng không gì khác nhau. Ở trong lòng hắn, nàng đã là hắn người, muốn phụ trách, nhưng khả năng bị ý tưởng này cũng không nhất trí. Kinh ngạc ngồi mấy mấy giờ, cận hạt có chút hầm không được, hắn mí mắt trụy trọng, thêm vào lòng tràn đầy thắt thỏm nhân liền ở trong này, trốn không thoát điều này làm cho hắn có chút yên tâm, tùy theo, mệt mỏi vây đãi liền như núi bàn đánh úp lại. Ngủ một hồi nhi. Thanh tỉnh sau mới tốt cùng nàng nói chuyện. Cận hạt không có gì ngượng ngùng, hắn trực tiếp nằm ở nàng bên cạnh người, đem nhân kéo vào trong lòng, an tâm ngay lập tức nhập miên. Ánh sáng một tia một tia thông thả cắn nuốt hắc ám. Rốt cục, bình minh. Tần thức huyệt thái dương châm thứ bàn đau đớn, nàng thông thả mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là bốt yên tĩnh ngủ nhang. Cả người cứng ngắc. Này là nhà nàng không sai. Tần thước đưa hắn vắt ngang ở nàng trên lưng cánh tay nhẹ nhàng chuyển khai, lung tung gãi gãi tóc dài, không tiếng động a a a, điên cuồng gào thét. Căn bản không nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Suy nghĩ là đống tương hồ nê, còn lưu lại ở hai người xấu hổ một đêm sau nguyên điểm thượng. Nàng phản ứng đầu tiên chính là trốn. Xuống giường, từ tủ quần áo bế bộ quần áo tần thước gặp người ngủ gắt gao khoảng không được nhiều như vậy im ắng kéo ra phòng ngủ môn hoảng hốt thất thố ở phòng khách quét một vòng đụng đến bao sau liền cúi đầu liền xông ra ngoài ra thang máy nhưng còn kích động tần thước tìm ra nhanh và tiện khách sạn tắm rửa thay quần áo rực rỡ hẳn lên sau nhưng cũng tinh thần nàng tựa vào bên cửa sổ mím môi không đúng ôi khi không để cho ra sao chạy cái gì chạy? Giống như có tật giật mình giống nhau, khả nàng làm cái gì? Nàng liền mơ hồ ngủ một giấc nha. Ngược lại là hắn, có ý tứ gì? Tần thức bay nhanh ngay cả trắc sổ mắt. Nàng không thể lại nghĩ đi xuống. Đi làm, đi làm. Công ty lầu một, tần thức theo trong bao phiên tạp, tâm sự trùng trùng, nàng cỏ sát còn chưa có tìm, chợt nghe dọc một tiếng. Vào đi thôi ông nhuận giọng nam ở sau người nói. Nga, cảm ơn. Tần thức cúi đầu đi về phía trước, đi đến cửa thang máy, dư quan mới phát giác mới vừa rồi giúp nam nhân của nàng liền đứng tại bên người, rất cao, khí chất ngươi nhã. Nàng lễ phép loan môi, ngẩng đầu chuẩn bị lại lần nữa nói lời cảm tạ. Khả, cương định ở tại chỗ, tần thức xem hắn đôi mắt thấm cười, choáng váng, nửa khắc hơn hội một chữ đều nói không nên lời. Thang máy đến. Nam nhân thấy nàng sợ run, buồn cười ôm lấy nàng kiên cùng bước vào, thế nào, ta biến hóa rất lớn, nhận thức không ra. Thời gian thượng sớm, trong thang máy trừ bỏ hắn hai không có người khác. Tần thước khô cằn lắc đầu, rốt cục tìm lại thanh âm, nàng ảo não gãi gãi cổ, khó chịu nói, chờ triệu sư ca nghĩ kết hôn trở về, có hắn chịu. Bên cạnh người nam nhân khẽ cười thành tiếng, âm sắc dễ nghe. Hắn nhíu mày, một bộ nghiêm trang nói, ngươi đây không thể oán hắn, ta vừa về nước không lâu, hắn kết hôn chiều hôm đó mới vội vã tiến đến, khả ngươi đã đi. Còn có. Dừng một chút, ta hôm qua buổi chiều nhập chức, lại đúng phùng ngươi điều hưu. Ha ha, thật khéo. Tần thước xấu hổ ngượng ngùng cười. Ta đối công ty không làm gì quen thuộc, thuận tiện theo giúp ta đi dạo sao. Hẳn là hẳn là. Tần thước vội gật đầu, nàng cuối cùng là minh bạch, Khó trách Triệu Sư ca đề cập đem nhập chức tổ trưởng khi tổng lộ ra mấy phần ý vị thâm trường, nguyên lai là hắn, Lệ Bách Khanh. Bọn họ tam đều là đồng học. Triệu Khoát là sư ca, Lệ Bách Khanh là sư sư ca. Nàng nhập giáo năm ấy, Lệ Bách Khanh đều nghiên cứu sinh, phụ trách tiếp dẫn tân sinh, sau này bởi vì vài lần chương trình học nhậm giáo giáo sư Lâm thời có việc, đều là thân là trợ giáo hắn đến dạy thay. Cho nên, đối mặt hắn tần thước luôn có điểm như là đối mặt sư trưởng cảm giác, lộ ra điểm nhi câu thúc. Hai người chậm rì rì ở công ty nội dạo, không khí khen ngược, tần thước nội tâm cân nhắc, y lệ bách khanh tư lịch, nghiên cứu sinh tốt nghiệp lại ra ngoại quốc mạ vàng, thế nào cũng không đến mức coi trọng hiện tại vị trí này, xem ra mơ hồ đồn đãi là sự thật, bọn họ tổng giám chu đáo cẩn thận chuẩn bị từ chức cùng gia nhân hưởng hưởng thanh phúc đi. Theo điểm nhi, công ty dần dần nóng nháo lên đợi đến thời gian đại gia mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng bận rộn công tác tầng thước phiên trên tay tư liệu tâm thần không yên nàng đem di động tắt điện thoại cho nên hiện tại nhà nàng thế nào cái tình huống tới nghĩ liền kêu rên không thôi kia là nhà nàng kết quả nàng chạy đem bốt nhân ở lại bên trong là cái gì quỷ muốn điên rồi tầng thước cách đó không xa vang lên quen thuộc thanh âm nàng quay đầu, chỉ thấy lệ bách khanh trong tay lật xem một sấp tư liệu, hướng nàng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Buông tay đầu công tác, nàng lên tiếng trả lời sau liền đi theo đi hắn văn phòng. Tiếp cận 11 điểm. Đầu hạ ánh mặt trời càng rực rỡ chói mắt. Mà giờ phút này thiển lục lộ ra nữ tính hóa trên giường lớn. Cận hạt ẩn ẩn chuyển tỉnh. Ánh mặt trời chói mắt, hắn này một giấc ngủ rất trầm, liên tục một ngày hai đêm chưa từng nghỉ ngơi một lát, thần kinh buộc chặt, mảnh nhất thả lỏng đã vượt qua đầu. Bên cạnh người là không. Trệ một giây, cận hạt đứng dậy ở phòng trong tìm một vòng, không thể tin lại tìm một vòng. Về sau bình tĩnh tựa vào phòng ngủ môn sườn. Lần đầu tiên có loại từ đầu đến chân đều là mộng cảm giác. Tìm đáo di động cấp tầng thước gọi điện thoại. Tắt máy. Cận hạt. Hắn sao khởi áo khoác, một mặt ngây thơ rời đi, còn nghiên cứu hạ của nàng cửa phòng khóa cửa đã xác định không cần thiết chìa khóa sau mới ngây thơ lái xe rời đi nhưng là tưởng trực tiếp đi công ty bắt người khả cúi đầu nghe nghe bị nàng truyền nhiễm đến trên người mùi rượu cận hạt nhanh chóng lái xe về nhà chờ đem xe ngừng hảo hắn vội vàng vào cửa vòng khách qua đường thính cũng chưa chú ý trên sofa còn ngồi hai người ngươi đã trở lại quá đến xem này cận lão gia tử ngước mắt nói cho hết lời mới phát hiện tôn tử. Này đầy người chật vật sao lại thế này? Áo trong thượng nếp nhăn mấy đạo, tóc cũng hơi hơi có chút hỗn độn, ha ha, hôm qua một đêm còn chưa có trở về nhà đâu. Chật. Cận hạt nghe tiếng nghiêng đầu, màu sắc phút chốc ám chìm xuống. Hắn nhìn chầm chầm lão gia tử đối tòa trên sofa khóe mắt mang cười đường kiếm lẫm, ánh mắt lạnh thấu xương, ngược lại bình tĩnh chuyển khai tầm mắt quét về phía lão gia tử trên tay trang giấy ngươi xem. Dừng vài giây. Cận hạt phụng phiệu đi qua, tiếp được. Trũ mắt. Một mực tam đi. Tay hắn bỗng dưng gắt cao nắm chặt mỏng manh vài tờ trang giấy, cho đến gân xanh lộ. Suy cười một tiếng, cận hạt cầm lấy trên bàn bút máy, không chút do dự ở mặt trang ký thượng bản thân đại danh, đem nó trùng trùng quan trịch ở trên bàn. Mặt trên văn tự đơn giản rõ ràng rõ ràng, đường kiếm lẫm muốn đem ở bản thân thiên bính kỳ hạ công ty cổ phần chuyển thành tiền tài mượn thiên bính danh vọng chú tư cấp hứa di nhiên không xác công ty. Đi, thành toàn hắn. Như thế rất tốt, ta. Do xét gặp cận hạt không nói hai lời lời ghi chép hạ, đường kiếm lẫm trên mặt thả lỏng cười cười, còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tật hiện lên một chút bóng đen, chợt cổ áo bị nhéo trụ, mang theo lệ phong nắm tay đột nhiên nện ở hắn cầm dưới. Đau đặt sao thật đau khoan miệng đều thường đến huyết tinh vị nhân đường kiếm lẫm lau đem khóe miệng thấp mâu vừa thấy a à, huyết mờ mịt nhìn gần ở trì thước cận hạt hắn thần sắc túc mục mâu trung thấm lãnh liệt hắc vụ nhìn hắn lạnh lẽo lại không có cảm tình từ nhỏ đến lớn phạm bao nhiêu nghịch ngợm gây sự vu oan giá họa cho hắn sự tình a à, liền chưa từng thấy hắn cùng hắn so đo quá không là thân huynh đệ tay chân tình lại thực ngươi coi nàng là cái gì? Cận hạt cảm thấy một quyền đều chưa hết giận, hắn nắm chặt nắm chặt nắm tay, tưởng lại sao thượng mấy nhớ, nhất thời lại không biết hướng chỗ nào xuống tay, hắn hung hăng một phen bỏ ra hắn cổ áo, ngực đại lực phập phồng, trầm giọng cảnh giới nói, cách xa nàng điểm, ngày sau đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi trêu chọc của nàng ghê tẩm sắc mặt, bằng không. Làm sao không cảm giác hắn tức giận chưa tiêu? Đường kiếm lẫm tê thanh, ung dung sửa sang lại cổ áo, đem trên bàn trao quyền thư lấy thượng, liếc đến cận hạt kia vẫn nắm được thật chặt nắm tay, vội vàng đứng dậy, hướng một mặt mộng cận lão gia tử chớp mắt, lưu loát phi lưu tới cửa. Đãi vừa bước ra là lúc, hắn nhếch miệng cười cười, vuốt phẳng hạ đau trước khóe môi, quay đầu hướng đã đi đến thang lầu trung ương cận hạt chế nhạo nói, huynh đệ, ngươi đừng bị biểu tượng mê hoặc, xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất biết sao. Nữ nhân thôi, tàn không được tâm tư, ngươi xem nàng ánh mắt, cái gì đều viết ở trong đầu. Gặp người dừng lại thân hình. Đường kiếm lẫm ác ý, chật chật hai tiếng, báo một quyền chi cừu, bất quá giống ngươi như vậy tình sự trống rỗng nhà trẻ học sinh, cũng khó trách chất phát ngu dốt, bất quá không quan trọng, có cần nhớ được thỉnh giáo ta, huynh đệ thôi, tự nhiên giúp ngươi, chật 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 chật. Chật chật trong tiếng, nhân lại đặc biệt nhanh chóng nhanh nhẹn lưu hào vô tung ảnh. Ôi! thừa dịp hắn nổi giận trung thi lấy khiêu khích, không trốn nhanh chút nắm tay đuổi tới làm sao bây giờ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59 Đệ 59 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương Đệ 59 chương không rộng rãi rộng rãi trong phòng khách, cận lão gia tử đầy đủ sợ run một lát, ánh mắt nhất thời không biết nên hướng kia chỗ xem xét hai bôn tam người, còn cùng mau hầu nhi giống nhau. Hắn lắc đầu, đội lão kính viễn thị, trung lẫy bẫy trên tay báo chí, kỳ thực giữ không trọng yếu, trong lời nói tin tức lượng đổ có đủ. Giảo hoạt mị mị mâu, nhớ tới lần trước trong phòng bệnh Thủy Linh hai cô nương, đây là song song vào nhà môn tiết tấu. 12 giờ rưỡi Ái Di chuẩn bị tốt cơm trưa, cận hạt vô dụng, thay đổi thân sim y trực tiếp xuất môn, chưa lưu đôi câu vài lời, nàng mới mắt lé phiêu đi, liền nhìn đến một chút bóng lưng phút chốc biến mất ở chỗ rẻ. Ngài cũng không khuyên nhủ. Công tác lại bận rộn thân mình mới tối mấu chốt. Cận lão gia tử buồn cười thịnh canh cá, lượt có thâm ý xem xét một bên sắc mặt thân thiết ái di, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đều cười ra vài nói khe rảnh, ta còn sợ hắn không vội đâu. Không có chuyện gì, người trẻ tuổi, một chút hai đốn, không ra được đại sự. Ái di. Tự cái tôn tử không yêu quý thân thể, làm trưởng bối thế nào còn nhạt a thượng. Ái di bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người thu thập phòng bếp đi. Khu xe đến công ty, không thượng tầng cao nhất, trực tiếp vòng đi phòng thiết kế. Hơn một giờ, vẫn là nghỉ ngơi thời gian. Phòng thiết kế lý căn bản không ai. Giống như đều ở phòng họp nghỉ ngơi. Cận hạt không có cách, đành phải trang trừng mắt mắt túng đem ghế sofa ngồi xuống. Chờ tới gần hai điểm, động tĩnh vang nhỏ, có người theo trong phòng hội nghị xuất ra, thân lười thắt lưng đánh ngáp bộ dáng. Cận hạt đứng dậy, hỏi, tần thước đâu? Đáng thương nam đồng sự giáp ngáp một cái không đánh xong đâu, ngạnh sinh xinh đè ép đi xuống, trước mắt đứng không là người khác mà là lão tổng đi. Hắn mộng một giây, xoay người hướng lần lượt đi ra nam nhân nói, trần ca, tiểu tần đâu? Gọi làm trần ca nhân cũng rất mộng tổng giám mang mới tới lệ tổ trưởng đi bái phỏng hợp tác đơn vị nhận thức nhìn quen mắt đi đi tiểu tần đi theo đi cận hạt sắc mặt trầm xuống nhân sự phương diện chuyện hắn vẫn là rõ như lòng bàn tay hôm qua mới vừa vào chức dự trữ tổng giám là hắn cùng chu đáo cẩn thận nhìn trúng nhân tài bằng cấp năng lượng cao lực cường tư lịch không tính thiển đủ để chịu đựng được này chức vị khả thế nào cố tình còn phi tìm nàng đi bởi vì là nữ hài tử sao Hai vị nam đồng sự gặp lão bản sắc mặt thay đổi bất thường, hai mặt nhìn nhau, cũng đều không hiểu cái gì vấn đề. Khi nào thì trở về? Cận hạt tiếng trầm nói, hai hàng lông mày nhanh túc, ngữ khí có chút ai oán, nàng điện thoại vẫn như cũ tắt máy, thật sự là ngu xuẩn, tránh được tam hai ngày tránh được một đời. Đồng sự lưỡng. ngải mã bị bốt này tiểu ủy khuất hình dáng kinh đến. Này, này lui tới chủ yếu hợp tác đơn vị tương đối nhiều, có lẽ trực tiếp tan tầm đi. Không dám đem lời nói tử, chỉ phải giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ân. Cận hạt gật đầu, yên lặng xoay người. Đó là một tin tức hữu dụng. Hắn hạ thang máy, lần đầu tiên tiến thiên bính đại lâu ngay cả văn phòng cũng chưa tiến. Khu xe chạy hướng tầng thước tiểu khu ngoại ngồi thủ. Ôi, lão tổng tìm tiểu tầng có việc nhi đi, bất quá đêm nay chúng ta không là cấp tổ trưởng làm đón người mới đến tiệc rượu đã quên nói này ra trần ca gật đầu ngược lại lại nói hẳn là trên công tác chuyện ngày mai thứ bảy nghỉ ngơi thời gian phỏng chừng thứ hai lại đến tìm người ân nói cũng đối vì thế cận hạt ở dưới lầu lại một lần thủ đến thái dương kết thúc ám dạ lộng lẫy tinh cây đèn trảng sáng lên chờ nhân chính là không về ai hắn thời kỳ cơ bản mỗi cách nửa giờ một cuộc điện thoại. Tắt máy. Xem xét mắt đồng hồ, đều 11 giờ. Cận hạt không thể nhịn được nửa cấp đường kiếm lẫm gọi điện thoại. Nhưng đường kiếm lẫm quái ủy khuất, mới ai ngươi một quyền đầu cũng chưa không biết xấu hổ xuất môn, mặt mũi bầm dập, còn tưởng rằng ngươi tới xin lỗi, kết quả tìm người. Khi ngượng ngùng, tìm lầm nhân. Thấy hắn không lên tiếng, đường kiếm lẫm cố ý, tê tê, kêu đau nói, cấp cáo gì? Nhiều năm như vậy cũng không gặp nàng có bao nhiêu cấp, hiện tại con thỏ đều phải nuốt xuống miệng, làm cho nàng ép buộc ép buộc, như thế nào? Dù sao như đinh đóng cột chuyện, tê nói chuyện khóe miệng cũng đau, không với ngươi. Cận hạt trực tiếp đem điện thoại khấu đoạn. Hắn biết cái gì? Tự khoe tình trường cao thủ còn không phải có nhận tội thời điểm. Ngay cả gia sản đều cam tâm tình nguyện hai tay dân, còn lấy thiên mính danh nghĩa, a à, không nhất định ai so với ai cao minh. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến cư dân lâu dần dần điểm khởi càng ngày càng nhiều ngọn đèn. Cận hạt bình tĩnh nhìn hồi lâu, cuối mâu khấu khấu huyệt thái dương. Hắn đối tầng thước. Bắt đầu thật sự không có gì ấn tượng. Thực tập kỳ giáp ở hơn 10 người bên trong, rất khó đi lưu ý mỗi một cá nhân. Hắn lúc đó mục tiêu thật chuẩn xác, vì ở hai tháng nội hiểu biết kiến trúc phân tư sở hữu tương quan lưu trình, thiên bính chủ đánh chẳng phải khối này nhi, tự nhiên không cần lãng phí nhiều lắm tinh lực, cần phải ở hai tháng nội kể hết nắm giữ sáng tỏ toàn bộ bộ sậu, thời gian cũng gấp gáp. Cho nên kia hai tháng hắn cơ hồ toàn thân tâm đầu nhập, ngay cả giấc ngủ đều tiên thiếu, ban ngày đều là đờ đẫn nghiêm mặt, nhưng là đường kiếm lẫm trước sau như một, tài giỏi cho anh oanh yến yến trung, tiêu sái tùy ý. Nhưng phải thừa nhận, lần trước hắn tra tầng thước nhập chức tư liệu khi, nhìn đến tất chiếu lý kia phó ngây ngô gương mặt, giống như mơ hồ có một chút quen thuộc cảm giác. Liền một chút. Nàng vì sao thích hắn? Cận hạt hơi hơi nhắm mắt lại, trong đầu trong nháy mắt tất cả đều là nàng cười rộ lên ánh mắt, chuế tinh trầm nguyệt, ba quan trong vắt. Dần dần. Nhà trọ trong lâu nhất trảng trảng sáng lên đang chậm rãi tắt. Độc lưu lấm tấm nhiều điểm sấm cô độc vần sáng. Trạng sáng hơn một giờ bên tai là đồng sự tiểu từ tê tâm liệt phế sói tru, tần thước xem xét mắt đồng hồ, ngồi phịch ở trong sofa, bán từ từ nhắm hai mắt hướng miệng uy dâu tây. Hạ thủ, trời đã sáng, ai điểm, mau tới mau tới. Ta, ta ta ta. ta. Lệ sư ca đón người mới đến tụ hội, làm học muội VSC nửa học sinh, tần thước thực ngượng ngùng nửa đường bỏ chạy, ngay cả triệu khoát triệu sư huynh đều đến đây, liên quan vợ cùng nhau, không biết có phải không là vì cho nàng này duy nhất nữ sinh làm bạn. Vì thế, tần thước càng ngượng ngùng mượn cơ hội rời đi. Ngày mai thứ bảy, đây là suốt đêm suốt đêm tiết tấu. Tần thước lúc ban đầu cho rằng bất quá ăn bữa cơm, nhưng mà thật sự hồn nhiên, ban này tinh lực tràn đầy thiết kế nam nhóm chính là đánh đón người mới đến mánh lới điên nháo thôi. Mệt nhọc sao? Ân. Ừ. Tần thước gặp lệ sư ca ngồi vào nàng bên cạnh người, môi hình khẽ nhúc nhích, nhưng bị một tiếng cao vút trời đã sáng đè ép đi qua thật sự không nghe rõ hắn cười lấy ra di động ở mặt biên đánh chữ vậy sao muốn hay không ra đi hóng gió tần thước chần chờ một lát gật đầu nàng đầu óc bị làm cho mờ mịt đích xác tưởng thanh tĩnh thanh tĩnh phòng không khí chính hy bọn họ hai trước sau rời đi căn bản không khiến cho mọi người gì chú ý đi chỗ nào tần thước không nghĩ tới lễ bách khanh trong miệng theo như lời trúng gió là căng gió nàng ngồi ở chỗ kế bên tay lái thắt dây an toàn hỏi bên cạnh nam nhân bao lâu không hồi trường học muốn hay không đi nam bình thảo pha xem một lát tinh tinh hắn khóe môi hơi cong nghiêng đầu nhìn nàng mâu trung ý cười rõ ràng xem tinh tinh tần thước đột cười kỳ thực nàng chẳng phải rất muốn đi lại phối hợp gật đầu thật lâu cũng chưa hồi quá trường học cũ, công tác sau mới biết được đại học kia tiêu xài quan âm đàm nhân sinh đàm lý tưởng xem tinh tinh ngày có bao nhiêu xa xỉ, nàng hiện tại phàm là nghỉ ngơi, nghĩ tới không là bổ giấc chính là bổ giấc, nếu không chính là đi ăn thèm nhỏ giải đã lâu mỹ thực. Nam Bình Thảo Pha là khối văn nghệ hơi thở nồng hậu địa phương, không là cảnh, là bị chua sóc giáo thi xã các thành viên nhuộm đẫm ca tụng thành như vậy. Tần thước cởi hài đi ở thảm cỏ thượng, ngày hè đến, bụi cỏ xanh đậm tươi tốt, thải đi lên mềm yếu. Nàng ôm tất sau khi ngồi xuống, lệ bách khanh tùy theo ngồi ở nàng bên cạnh người. Còn nhớ rõ ta xuất ngoại tiền, có một ngày buổi tối cho ngươi phát tin ngắn, hỏi muốn tới Nam Bình Thảo pha xem tin tin sao. Tần thước. a, à. Nàng nỗ lực hồi ức, khả thật sự nghĩ không ra, liền ngay cả có hay không xem qua tin tin chuyện này đều không nhớ rõ, kia nhìn sao. Lệ Bách Khanh thấy nàng mê võng hoang mang bộ dáng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, hắn lắc lắc đầu, trong thanh âm thấm vài tia oán khí, không, ngươi nói ngươi buồn ngủ. Tần thước nhất thời một mặt xấu hổ, nàng gãi gãi cổ, ngượng ngùng nói, khả năng lúc đó nghĩ đàn phát cho nên không để ý đi. Bọn họ khi đó tâm huyết dân trào nhìn tinh tinh, đều là trực tiếp, gặp may một cái là một cái. Không là đàn phát, chỉ có cho ngươi phát. Hắn thanh âm vi thấp, thoáng chốc đi theo ban đêm thanh phong phất qua bên tai. Tần thước trong lòng ngẩn ra. Nàng nghe thấy được, nhưng cũng chỉ có thể làm bộ như không nghe rõ bộ dáng. Cương cổ, nàng ngửa đầu xem tinh tinh, nghĩ rằng, đừng nghĩ nhiều, đều đã là đã nhiều năm trước sự tình. Trường học cách trung tâm thành phố khá xa, xem xong tinh tinh lên xe sau, tần thước lo lắng lệ sư ca mệt nhọc điều khiển, liền đề nghị ở bên trong xe ngủ một lát, dưỡng dưỡng tinh thần nàng rất vây, chuyện gì cũng chưa tâm tư nghĩ nhiều, phóng đổ lưng ghế dựa, liền mơ mơ màng màng lâm vào ngủ say trung. Vừa ngủ dậy, tần thước trì động hí mắt, sắc trời đã mờ sáng, nàng quét mắt ngoài cửa sổ, không khỏi có chút thổn thức, nhưng lập tức thanh tĩnh vài phần. Này không để cho da dưới lầu sao. Quay đầu hướng bên trái nhìn lại, lệ sư ca tựa vào lưng ghế dựa, hai mắt hạp, tư thế nghiêm cẩn, như là đang ngủ bộ dáng hắn làm sao mà biết nhà nàng ở đâu? Tần thước rối rắm suy xét muốn hay không đánh thức hắn. Sau một lúc lâu, nàng buông tha cho thời điểm, ai ngờ nhân nhưng lại từ từ mở hai mắt. Tỉnh. Lệ Bách Khanh trong thanh âm lộ ra mấy phần sơ tỉnh khàn khàn. Ân. Ừ. Tần thước cười, cảm ơn lệ sư ca đưa ta về nhà, ngươi hiện tại có thể lái được xe trở về nghỉ ngơi sao? Còn có ngươi làm sao mà biết ta trụ nơi này? liên tiếp vấn đề làm cho hắn có chút buồn cười lệ bách khanh loan môi nhìn nàng nói bởi vì ta cũng trụ nơi này triệu khoát hỗ trợ tuyển nói là cách công ty gần ngày sau đi làm ta chở ngươi đi dù sao mục đích nhất trí tần thước cảm thấy này sẽ cự tuyệt có chút không có ý tứ ngược lại lôi kéo ra càng nhiều lời khách sáo nàng không lên tiếng cười cười nên mở cửa xe xuống xe dù sao ngày sau nàng không đồng ý lời nói còn có thể miễn cưỡng hay sao đã nhấc đống lâu bất đồng tầng, liền kết bạn lên lầu. Sau đó ở thang máy ứng lệ sư ca yêu cầu, tầng thức khởi động máy, hai người trao đổi số điện thoại di động, chia tay. Hai người sống vai tiếng lâu tình cảnh này, tự nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh dừng ở cận hạt đáy mắt. Hắn mâu sắc khó coi, hai tay chống tại tay lái, đó là ai? Không nghe nói qua nàng có ca ca. Lại muốn, bằng hữu bình thường phổ thông nam tính bằng hữu đi theo đi nhà nàng có phải không phải có chút không ổn. Nhưng uống tách cà phê hơi làm nghỉ ngơi cũng nói được thông. Rối rắm nửa khắc chung, nghỉ nửa giờ uống cà phê đủ để, cận hạt tiếp tục dày vào 15 phút. Tốt lắm, cũng không có gì rời đi dấu hiệu. Hắn bỗng nhiên xuống xe, phanh thanh đem cửa xe chụp thượng. Thẳng đến thang máy. Đứng ở cửa tiền, không có gì chần chờ, cận hạt sắc mặt nghiêm nghị khấu chung cửa, lại là cả đêm chưa ngủ, trong đầu bình tĩnh trụy trọng hắc vụ, phản phất chặn gì lý tính phán đoán, có trong nháy mắt, hắn nhưng lại suy nghĩ, như nhìn đến nàng cùng cái kia nam nhân chính đàm tiếu yến yến nên làm cái gì bây giờ. Cũng hoặc là, không thể lại nghĩ đi xuống, khấu chuông cửa đã không đủ, hắn nhanh nắm chặt nắm tay, chù y chù y đại môn. Tần thước, nàng che ô ông ông tác hưởng lỗ tai, kỳ thực chuông cửa vang lên khi nàng ngay tại phía sau cửa xuyên thấu qua mắt mèo cũng xem nhân. Khai liền khai đi. Nàng cắn răng, đem chính lau tóc khăn lông một phen vung đến trên sofa, phút chốc mở cửa. Sau đó, trước mắt nhoáng lên một cái. Bốt kia nhớ bí mật mang theo lệ phong nắm tay kém chút tạp trên mặt nàng, liền cách chớp mũi một chút. Tần thước can thất thần chớp mắt, chuẩn bị tốt lý do thoái thác một chữ cũng chưa có thể bài trừ đến. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Đệ 60 chương Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương Đệ 60 chương hai người đồng thời ngớ ra. Cận hạt nhíu mày, bỗng dưng thu hồi hữu quyền, triển bình lòng bàn tay. Hắn mâu trung sinh lỗi chợt lóe lên, lực chú ý liền tập trung ở trên người nàng. Đồ mặt nhà Vừa tắm rửa hoàng Ước sủng tóc Cận Hạc cảm thấy lòng ngực có một cổ nói không nên lời vừa chua sót lại chát còn phẫn quốc cảm xúc. Hắn không nói một lời quạt trụ mặt nàng, đôi mắt tối đen, bộ ngực phập phồng, quanh thân đều khí trời trầm thấp đến luyện ngục màu đen áp khí. Tần thước. Nàng đều còn chưa kịp tức giận đâu, hắn diễn kia vừa ra. Tần thước cuối mâu đừng mắt, đang muốn mở miệng, lại bị Cận Hạc đưa tay hơi hơi rời ra nàng thân thể, mà hắn liền như vậy thẳng tắp vào được hắn tốc độ mau, thân thể banh. Người kia đâu? Mặt danh kỳ diệu toàn thân, tần thước quan thượng đại môn, đều chưa kịp nghi vấn hắn lời này có ý tứ gì, liền xem bốt đặc biệt tự quen thuộc tiêu sái đến phòng tắm, mở cửa, hướng nội dò xét một vòng. Tiếp theo đồng dạng nhanh chóng kéo ra nàng phòng ngủ cửa phòng, tiếp tục nhìn quét, ngay sau đó phòng bếp ban công, không di đường sống. Trừng mắt hai mắt, tần thước có chút giận. Sáng tinh mơ hắn điên rồi ngươi làm cái gì? Không thể nhịn được nữa xông lên đi, tần thước muốn cùng hắn giảng giảng đạo lý, có như vậy sao? Điều tra. Cận hạt nghi hoặc bình tĩnh nhìn nàng một cái, một lần nữa đi vào nàng phòng ngủ. Rất vô pháp vô thiên. Tần thước mở nhãn giới, nàng tại chỗ chấn kinh rồi một giây, chạy chậm đuổi theo, vừa đúng nhìn đến bốt nhưng lại vén lên nàng trên giường lớn tự nhiên cuối lạc màu xanh nhạt ráp giường. Ta giường là thành thực hảo sao? Tần thước một phen bỏ ra hắn tay phải, bởi vì tức giận, gò má trèo lên vài tia phấn hồng, bộ ngực cũng đại lực phập phồng, ướt sủng sợi tóc ngưng tụ thành tiểu cổ kề sát tại hạ hạm thượng, đáng yêu thả gợi cảm. Cận hạt sửng sốt một lát. Nhíu mày hỏi, hắn đâu? Cái gì ngươi ta hắn? Tần thước mạnh ngồi ở giường sườn, tức giận đem cuối đến trước mắt sợi tóc liêu đến sau đầu. Đi theo ngồi ở nàng bên cạnh, cận hạt vẫn cứ có chút không hiểu, hắn ở bên trong xe mắt cũng không trát, tưởng thật không thấy được có người xuống lầu, huống hồ kia nam nhân xe đều còn đứng ở tại chỗ, mảy may chưa động. Cho nên, nhân đâu? Tần thước khí về khí, lại thật sự kinh ngạc, nàng miếm bôi nghiêng đầu, muốn đuổi theo hỏi nguyên nhân, thuộc biết, đã thấy bốt ánh mắt nhưng lại ngừng lạc ở tiền phương tủ quần áo thường. Nàng nháy mắt liền hiểu. Này, này vẫn là tưởng khai nàng tủ quần áo tiết tấu sao? tức giận dùng sức nắm lấy hắn cánh tay tần thước mạnh đứng lên đối diện hắn cả giận nói ngươi có biết ngươi hiện tại giống ở làm gì thôi bắt kẻ thông dâm ngươi có biết hay không bắt kẻ thông dâm cận hạt xấu hổ tránh đi cùng nàng đối diện tiếng trầm cúi đầu nói ta nhìn thấy ngươi cùng một người nam nhân cùng lên lầu hắn không đi xuống không khí nháy mắt liền yên tĩnh tần thước sau một lúc lâu cũng chưa có thể nói ra một chữ nàng ôm đầu lung tung xoa tóc, cắn răng đè nén nửa ngày cảm xúc, hung tợn nói, hắn đương nhiên không đi xuống, hắn trụ ta trên lầu. Như vậy, Tần thước ngực đổ A, đây là thực tới bắt giang tiết tấu. Không đúng, hắn dựa vào cái gì bắt kẻ thông dâm. Phi, chỗ nào đến gian. Tần thước sụp đổ một mặt, nàng hoàn toàn bị ngoạn nhi mau tan mất lý trí. Cận hạt. Hắn tự biết đối lý, vẻ mặt hơi hơi lộ ra kinh ngạc, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngược lại nghĩ đến bản thân hành vi, quả thực nội tâm sát cảm giác kia đến một cổ bàn bạc hổ thẹn. Tần thước không vui liếc đến hắn vẻ mặt, nghĩ rằng, nàng cũng chưa kêu oan đâu, hắn bày ra một trương càng thêm ủy khuất sắc mặt nháo thế nào. Hai người dằn co một lát. Thật có lỗi. Cận hạt nước mắt xem nàng, cả người đã khôi phục đến bình thường bình tĩnh tự giữ trạng thái tần thước dừng vài giây hơi hơi thối lui hai bước kéo ra lẫn nhau có chút tới gần khoảng cách vì sao cách ta như vậy xa tần thước không nói gì nàng còn chưa có nghĩa chính lời nói nói một phen đạo lý lớn thí dụ như nam nữ trao nhận không rõ thí dụ như muốn cùng mau đính hôn nam tính bảo trì an toàn khoảng cách thí dụ như chợt nghe bốt ngữ khí tự nhiên nói ngươi không là thích của ta sao thoáng chốc cứng đờ ai ai nói ta thích của ngươi Tần thước trung trung có chút mồm miệng không rõ, nàng cường chống hơi hơi nâng lên hàm dưới, cũng may hắn ngồi nàng đứng, trên khí thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, điều này làm cho nàng đột nhiên cảm thấy hơn vài phần cảm giác an toàn. Cận hạt thật thành thật, đừng kiếm lẫm. Ha, ha, ha. Tần thước khô cằn cười to ba tiếng, phi thường hèn mọn ngữ khí, đừng kiếm lẫm người này nói ngươi cũng tính. Hắn mười câu lý cửu câu không thể làm thực được không được. Lại, hơn nữa ta lời còn chưa dứt liền dò xét thấy hắn theo giường bên đứng lên cao ngất thân hình hướng nàng tới gần làm gì Tần thước có chút kích động lui về sau cho đến phía sau lưng để đến lạnh như băng vách tường nàng mới không thể không dừng lại nhìn ngươi ánh mắt cận hạt khi gần nàng phía trước lượt không người cúi đầu gần gũi vọng tiếng nàng có chút trốn tránh đôi mắt nhưng là nàng luôn luôn trốn a trốn chính là không chịu nhìn thẳng hắn chột dạ. Chứng minh lời nói phi thực, có nói dối hiềm nghi. Cận hạt không khỏi loan môi cười, khuynh thân tựa đầu khinh khẽ tựa vào nàng ngực trái chỗ. Ngươi! Tần thước kinh hải. Tim đập tần suất không bình thường, sao bình thường nhanh gấp ba. Cận hạt nghiêm cẩn lần thứ hai nghẽ nàng đôi mắt hỏi, thật sự không thích ta sao? Không. Tần thước đừng đầu, nhẹ giọng phủ nhận nói. Nhưng cảm giác lồng ngực nội giống như tim đập càng lúc càng nhanh. Có phải không phải chỗ nào không đúng? Tần thước cắn môi dưới, hắn vì sao muốn hỏi nàng như vậy vấn đề? Vì sao đột nhiên trở nên? Nơi nào không quá giống nhau? T. Gò má đột truyền đến vi đau, tần thước hoàng hồn, khó chịu trừng mắt gần ở trì thước tuấn nhang, ngươi khác ta làm cái gì? Cận hạt buông tay, chỉ phúc điểm điểm nàng kia chỗ trắng miệng da thịt, thử xem mặt của ngươi da có bao nhiêu hậu. Tần thước. Thật sự không thích ta. Cận hạt mâu trung phức tạp, vài phần nghi hoặc vài phần mê võng còn có vài phần oán trách, vì sao nàng liền không thể nói câu xuôi tai lời nói đâu. Không vui. Hắn chậm rãi tới gần nàng mềm mại đôi môi, lẫn nhau hô hấp giao hòa triền miên, độ ấm dần dần bay lên. Lẫn nhau hai mắt đều mở. Tần thước gian nan nuốt hạ nước miếng, nàng nắm chặt lòng bàn tay, Vọng nhập hắn tối đen đôi mắt. Ta. Đột, trên giường di động vang hai tiếng. Tần thức đột nhiên bừng tỉnh, nàng đại lực đẩy ra hắn ngực, chạy vội tới giường bên, nhặt lên di động. Trái tim phù 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 luôn luôn tại kinh hoàng. Kém chút đã bị mê hoặc, đừng quên, người này khả là vì ít lợi sắp cưới khác nữ nhân nam nhân. Đóng chặt mắt, nàng điểm khai mới tới tin ngắn. Lệ sư ca. Ngủ chưa? Tần thức tâm loạn như ma, không yên lòng hồi, không, như thế nào. Nàng hướng sau thoáng nghiêng ánh mắt, do xét gặp bốt vẫn đứng ở tại chỗ, khả nàng cũng không dám quan minh chính đại nhìn của hắn bộ mặt vẻ mặt. Thục biết tin nhắn vừa hồi. Ngoài phòng thốt nhiên vang lên một trận chuông cửa thanh. Tần thức phút chốc xoay người, cùng cận hạt ngắn ngủn liếc nhau, nàng cứng ngắt đừng khai ánh mắt, đi đến phòng khách. Theo mắt mèo nhìn xuống. Lệ sư ca tần thước cẩn thận nhìn mắt trong tay hắn giống như mang theo tràn đầy hai túi này nọ này hỏng bét gõ sao đầu tần thước hối hận không ngừng nàng làm chi muốn nhất thời thủ tiện hồi tin ngắn a à, coi như đã ngủ hạ không tốt sao nhưng việc đã đến nước này khi còn có cứu vãn đường sống tần thước tâm như cho tàn mở cửa không quan hệ tìm lý do có lệ lệ sư ca vài câu không cho hắn đi vào thì tốt rồi lệ sư ca, như thế nào? Đánh ý kiến hay, nàng bày ra khuôn mặt tươi cười, đem cửa mở một nửa, thân thể ba ở cạnh cửa. Ách! Lệ bách khanh xem xét nàng này phòng bị bộ dáng, sợ rung, buồn cười dơ dơ lên trong tay này nọ, tối hôm qua một đêm không gặp ngươi ăn cái gì món chính, muốn nói ngươi muốn không ngủ, ta hai cùng nhau dùng hoàng bữa sáng sau lại ngủ bù. Nga! Tần thước cực đầu, trong lòng bay nhanh tính toán, tìm cái gì lý do tìm cái gì lý do nếu không nói đi nhà hắn không được tốt nàng cũng không dám sẽ đem bốt một người lưu nàng trong phòng mới vừa rồi kia tư thế đáng sợ nếu không còn chưa có nghĩ ra vạn toàn chi sách bỗng dưng ngẩng đầu liền phát hiện lệ sư ca sắc mặt khẽ biến mi tâm ninh chính lướt qua nàng kiên nhìn phía phòng khách nội nơi nào đó tầng thước nội tâm nhất thời dân lên một cổ đặc biệt dự cảm bất hảo Lệ Bách Khanh. Quả nhiên, tiếp theo thuấn dự cảm bất hảo liền ứng nghiệm. Nghe bốt quen thuộc nghi vấn làng điệu, tần thức hoàn toàn bất chấp hắn trong giọng nói cái gì không vui, bởi vì nàng càng thêm không vui. Làm cái gì? Hảo hảo đứng ở phòng ngủ không tốt sao? Phải muốn chạy ra phòng khách đến rêu rao một phen thôi. Cận tổng. Lệ Bách Khanh sắc mặt chợt liền khôi phục bình thường, dừng ba giây, hắn mâu sắc phức tạp nhìn nhìn tần thước, nhất thời nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần thước, tâm thiện mệt. nàng đầu ván mắt hoa tìm lý do, hướng lệ sư ca cười mỉ nói, cái kia, lão bản đến ta đây thủ một phần đặc biệt đặc biệt trọng yếu tư liệu. A à, cận hạt ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nàng bóng lưng, trong lòng càng thêm thu thành một đoàn, tốt lắm, nguyên lai like mới vừa rồi cái kia nam nhân chính là lễ bách khanh, hắn cùng chu đáo cẩn thận tướng bên trong hạ nhậm thiết kế tổng giám là tần thước sư ca ở tại nàng trên lầu tối hôm qua hai người luôn luôn tại cùng nhau hiện tại càng mang theo phong phú bữa sáng đến hiến ân cần nàng còn một bộ nghiêm trang nói dối liền vì hướng hắn giải thích tốt lắm hết thảy đều thật tốt cận hạt nội tâm càng là tức giận mặt ngoài lại càng bình tĩnh hắn âm trầm để mắt phối hợp ngoài cười nhưng trong không cười nói ta tìm đến nàng lấy một phần đặc biệt đặc biệt trọng yếu tư liệu này nói vừa dứt, lệ bách khanh sắc mặt liền có chút chống đỡ không được, khả cũng chỉ có thể hồi lấy cười. Hai người không ngờ như thế nói dối, hắn còn có thể trạc phá hay sao? Thứ bảy sáng tinh mơ, kết quả nhiều lắm trọng yếu tư liệu mới lao phí đường đường thiên bính lão tổng tự mình tới cửa tới lấy. Đã lệ bách khanh nghĩ đến được, cận hạt làm sao từng không biết. Hắn xem tự cho là lừa dối nhẹ nhàng thở ra nữ nhân, mâu trung không khỏi lượt quá mỉm cười, thật sự là hồn nhiên đáng yêu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video